Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay thì Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Dưỡng thề 7 năm suýt thất bại thất bại, phần 2, tác giả Lục Phong Tranh. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Góc ngôn tình để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thư phòng của Ngụy Tuyển Triệt liền như vậy trở thành địa phương mà Lương Tử Bái thường đến. Nàng đặt chiếc ghế nằm màu lam bằng nhung ở trong các ngai vàng của mình, Mỗi ngày khi tiến vào thư phòng sự kiện đầu tiên chính là nằm dài trên ghế nửa ngày. Tiếp theo, đọc sách, tìm tư liệu. Mục đích chủ yếu là thưởng thức cảnh đẹp. Nàng lại tùy tiện như vậy là bởi vì biết ngày thường biệt thự không có người. Ngụy tiên sinh lại xã giao sự nghiệp sớm về trễ. Ngụy phu nhân thì mua sắm theo đuổi phát triển kinh tế. Hơn nữa, Ngụy tuyển triệt cho nàng quyền thông hành. Chỉ cần nàng tới ôm sách vở tới cửa, quản gia thúc thúc không nói lời nào, chắc chắn sẽ cho nàng vào. Mùa hè năm 19 tuổi năm ấy, Ngụy Tuyển Triệt không có chọn ra nước ngoài du học mà ở lại Đài Loan tham gia kỳ thi, thuận tiện trở thành sinh viên năm nhất của Đại học Đài Loan. Trùng hợp ra ra cùng bà nội hắn từ Nhật Bản trở về Đài Loan ở vài ngày, biết được cháu trai biểu hiện nổi trội xuất sắc, không nói hai lời, liền thoải mái cho một căn hộ rộng rãi ở thành phố cùng với một chiếc xe thể thao hoàn toàn mới, tính như là phần thưởng. Về phần lương tử bái, bởi vì say mê với chế tác các món điểm tâm ngọt, sau khi xem xét việc làm, nàng cũng không chọn trường phổ thông trung lập mà vào học ở trường nấu ăn, đứng đầu gần đây. Nàng rất rõ ràng, nàng không muốn ngụy tuyển triệt có gia đình giàu có, đứng phía sau hỗ trợ. Có thể sớm một ngày học được cách tự lập đối với nàng sẽ là một sự kiện tốt, đồng thời có thể giảm bớt gánh nặng trên vai gia đình, làm cho lão nhân có điểm thoải mái. Này ở trong thư phòng, các quyển sách trên giá sách đã được lương Tử Bái chuyển sang tiểu thuyết, Phần lớn thời gian, khi nàng bắt đầu buồn ngủ, nàng sử dụng giá sách như công cụ dùng để che lấp ánh sáng chói mắt. Chẳng hạn như bây giờ, Ngụy Tuyển Triệt đặt cuốn sách xuống, ý định đánh thức nàng dự định cùng nàng bàn bạc về sự lựa chọn tình nguyện của nàng. Hắn vẫn cứ nghĩ nàng sẽ lựa chọn học ở một trường trung học bình thường, tương lai tìm một trường đại học tốt, sau đó thỏa mãn giấc mơ đại học của nàng. Bởi vì nàng từng nói qua, nàng thật sự mong muốn thay cầm quyển sách. Lướt qua khuôn viên trường đại học, Cảm thấy cô gái như vậy có siêu khí chất, không hề nghĩ tới nàng cư nhiên phá vỡ hy vọng của mọi người lựa chọn học ở trường dạy nghề. Nhân sinh có rất nhiều quyền lựa chọn, thuận theo ý tưởng chân chính trong lòng mà lựa chọn, với một quyết định như vậy phải lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Trước đây là phát ra từ lòng yêu thích từ nội tâm mà không phải vì gánh vác độc lập chính mình mà để cuộc sống phải chịu thiệt thòi. Nếu điều nàng cần xem xét là tiền tài, việc đó căn bản không phải là vấn đề ngụy gia là nhà có tiền học phí của nàng hẳn cũng sẽ trả tốt ngay cả khi tương lai nàng muốn học thạc sĩ tiến sĩ hắn đều có thể trở thành hậu thuẫn lợi nhất cho nàng nếu nàng thật sự thích hắn nhất định sẽ tôn trọng nhưng nếu không phải thật sự thích hắn sẽ can thiệp nếu là vì vấn đề kinh tế tôi có thể từ trong nội tâm của ngụy tuyển triệt hắn đã đem nàng trở thành thái tử tương lai của riêng mình nếu nàng cần hỗ trợ hắn nhất định sẽ bụng làm dạ chịu Nàng miễn cưỡng mở đôi mắt, nghịch ngợm liếc mắt hắn một cái. Anh không phải luôn nói tôi là con kiến đầu thay. Một khi đã như vậy, còn có cái lý do gì so với học chế tác là món điểm tâm ngọt còn thích hơn với tôi. Đầu bếp làm điểm tâm thực sự rất vất vả. Hắn nhíu mi xoa nhẹ cái mũi nhỏ trên khuôn mặt lạc quan của nàng. Hắn luyến tiếc, luyến tiếc công việc tương lai của nàng phải ở một chỗ có nhiệt độ cực nóng hơn mấy trăm độ. Nếu chính là bởi vì nàng thích ăn, hắn có thể thuê một đầu bếp chuyên nghiệp làm cho nàng ăn, ăn đến khi nào nàng ngán mới thôi. Chỉ cần công việc chính mình thích sẽ không vất vả. Ngụy tuyển Triệt, anh đừng có xem thường tôi, có lẽ trong tương lai có thể trở thành nữ vương món điểm tâm ngọt. Có thể có được một vương quốc điểm tâm ngọt của chính mình, các cửa hàng điểm tâm ngọt trải rộng khắp Đài Loan mặt mày nàng cong lên miệng say sưa biểu hiện kiêu ngạo công khai giấc mơ tốt đẹp của chính mình ngụy tuyển triệt không có xem thường nàng hắn chính là không hy vọng nàng chịu ủy khuất nhưng bây giờ hắn nhìn thấy giấc mộng tốt đẹp trên khuôn mặt nàng khuôn mặt là như vậy sáng rọi xinh đẹp động lòng người hắn nghĩ nàng thật sự rất thích mỗi khi đã như vậy được rồi hắn tiếp tục duy trì tuy rằng lúc trước kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ là muốn bồi dưỡng nàng trở thành thê tử lý tưởng phù hợp với hắn nhưng hắn cảm thấy rằng nếu nàng chính mình tự vặn vẹo khuôn mặt để phù hợp với hắn, hắn cũng không nghĩ rằng cuối cùng người đứng trước mặt hắn là lương tử bái mà hắn thích. Phương diện cuộc sống có thể ăn ngủ, có thể quản lý, có thể sửa, nhưng sự tình hiện tại liên quan đến tiền đồ lý tưởng tương lai, hắn phải tôn trọng nàng, dù sao đây cũng là cuộc sống của nàng, không phải là của hắn. Nếu nàng muốn trở thành nữ vương điểm tâm ngọt, như vậy hắn cũng buông tay để nàng cứ làm điều đó đi hắn nhịn không được đưa tay sờ hai má phấn nộn của nàng. Nàng lại là bộ dáng ôn nhu, thuần hưởng thụ, đụng chạm của hắn, tưởng tượng chính mình được yêu thương. Con mèo nhỏ, nhìn bộ dáng ánh mắt nheo lại của nàng, hắn không khỏi mỉm cười, nhỏ giọng gọi. Con mèo nhỏ, nếu hắn vĩnh viễn có thể cho nàng cảm giác yêu thương như vậy, nàng liền nguyện ý suốt đời trở thành con mèo nhỏ của một mình hắn, ở bên người hắn không bao giờ rời. Ý niệm trong đầu như vậy chợt lóe qua, vài giây tiếp theo Lương Tử Bái ánh mắt trừng lớn. "Trời ạ, à, nàng làm sao lại có ý niệm như vậy trong đầu? Chỉ cần khi hắn vuốt ve khuôn mặt nàng như vậy, nàng không hề bố trí phòng vệ, liền vô vù, vù ngủ say, làm cho hắn bực mình vừa buồn cười. Nhưng bây giờ, khuôn mặt nàng lại có vẻ hoảng hốt mê man, ánh mắt kinh sợ dường như có bị cái gì đó đe dọa, làm cho hắn có chút lo lắng. "Bái Bái rốt cuộc làm sao vậy?" Nàng mơ hồ đáp lại, một đôi ánh mắt mơ hồ thất thường, đột nhiên không biết đối mặt với hắn như thế nào. Tuy rằng Ngụy Tuyển Triệt lớn hơn nàng 3 tuổi, nhưng nàng cho tới bây giờ không hề đem hắn trở thành anh trai mà chính là cho rằng hắn là bảng hữu tốt nhất của chính mình. Nhưng trong nháy mắt khi nãy, nàng kinh nhiên muốn trở thành con mèo nhỏ, nhưng lại thầm nghĩ của một mình hắn, cái này không tránh khỏi quá thân mật đi. Lương tử bái thoáng chốc hoảng loạn, bị ý niệm tình lình xảy ra trong đầu, chính mình hung hăng đe dọa. Không, không thể, bạn tốt chính là bạn tốt, nàng không thể tham lam như vậy. Lương Tử Bái cô rốt cuộc làm sao vậy, nói cho tôi biết nhanh lên. Bộ dạng nàng như vậy không nói một lời nào, làm cho Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy bất an, nhịn không được ra mệnh lệnh đối với nàng. Nàng ngây ngô gãi đầu cười, tôi dường như đã quên một điều. Chuyện gì? Rất quan trọng sao? Nàng mãnh liệt gật đầu, vừa ra ngoài khi nãy, tôi hình như là đang đun nước, không nhớ rõ đã tắt bếp ga chưa nếu thật sự đúng như vậy trời ạ à, tôi còn phải chạy nhanh về xem nếu phòng nhỏ bị cháy ra gia, gia sẽ đánh mông tôi nở hoa mất nàng trượt từ chân ghé xanh bằng nhung xuống dưới tránh đi đụng chạm của hắn không đợi hắn nói cái gì liền hoang mang hỗn loạn chạy ra ngoài nàng vừa rời đi khỏi thư phòng liền trở nên yên tĩnh quỷ mơ hồ nhìn thấy ngón tay sở không được ra thịt phấn nộn ngụy tuyển triệt có chút tiếc nuối xem ra hôm nay không có cơ hội trộm hương rồi đúng vậy trộm hương kỳ thật chuyện này hắn làm cũng nhiều lần rồi chính là lương tử bái ngủ say nên không biết mỗi khi nàng ngủ say hắn vuốt ve như con mèo nhỏ liền mơ mà ngủ đi hắn luôn luôn ngồi bên cạnh ghé yên lặng nhìn dung nhan ngủ say của nàng sau đó nhân cơ hội trộm một chút ngọt ngào từ môi của nàng đôi môi kiểu diễm kia của nàng sớm đã không biết bị hắn hôn bao nhiêu lần nhưng làm như vậy hắn cũng chẳng tốt gì mấy mỗi một lần rời đi Hắn đều phải khống chế thân thể đau đớn của mình, tim thật lớn tự chủ mới bức chính mình rời khỏi nàng. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, nàng chính là tiểu cô nương, hắn không nên đối với nàng có hành động tà ác, nhưng mà không thể phủ nhận rằng, kỳ thật hắn đã sớm chờ đợi đến cái ngày quang minh chính đại mà hôn môi nàng sắp đến. Hắn muốn làm cho nàng biết, hắn dùng tâm tình gì đối đãi với nàng, bảo vệ nàng cũng là hy vọng nàng có thể sử dụng tâm tình như vậy đáp lại hắn. Lúc trước may mắn hai người vẫn còn trẻ, chính mình có cả một đống thời gian để nuôi dưỡng nàng, nhưng giờ đây nghĩ lại, hắn thật sự đã quá sai. Hắn chán ghét bọn họ vẫn còn trẻ, ngày trở thành vợ chồng còn xa, xa không hẹn. Bởi vì hắn thật sự thích nàng. Lương Tử Bái một đường chạy về phòng nhỏ của nàng và ra ra, sau khi trở lại phòng, mạnh tay đóng cửa lại, cả người liền vô lực ngồi trên sàn nhà chỉ cần nghĩ đến mấy chữ chỉ thuộc về một mình hắn, nàng liền cảm thấy hai má chính mình nóng nóng, thân thể nhộn nhịp, đầu óc mơ màng giống như người sinh bệnh. Nàng như muốn tìm ai đó để kể hết tâm tình hỗn loạn giờ phút này của chính mình, nhưng lại không biết nên tìm ai. Bởi vì nàng là học sinh chuyển trường nên nàng cùng bạn học cùng lớp không thể kết giao sâu, người khác cùng họ đi đến căn tin hay nhà vệ sinh, nàng một lần nữa cũng không tham gia cẩn thận suy nghĩ, sau khi nàng vào Đài Bắc, người chứa phần lớn thời gian cuộc sống của nàng dường như chính là Ngụy Tuần Triệt. Trời ạ, à, không cần nghĩ đến hắn, nàng hiện tại không cần nhớ đến hắn. Nàng đưa tay đánh đầu của chính mình, nàng muốn đem thân ảnh tạm thời của hắn từ trong suy nghĩ của nàng đuổi ra. Đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện một cái tên, Lý Thục Phân. Còn nhớ rõ khi học ở Quốc Trung, Lý Thục Phân ngồi ở phía trước nàng, sau đó tuy rằng có thay đổi vài chỗ, có thể nói chuyện, huyền diệu, Lý Thục Phân vĩnh viễn là một trong những bạn học xung quanh của nàng. Lý Thục Phân là một người cô độc, không đối vai đặc biệt tốt, cũng không có ai trở mặt, bởi vậy ấn tượng của nàng đối với Lương Tử Bái rất tốt mà Lý Thục Phân đối với nàng cũng coi như thân mật. Càng khéo hơn là, sau khi bọn họ tốt nghiệp, chẳng những học chung một trường dạy nghề, ba năm vẫn là cùng một lớp. Có lẽ về điểm này, nàng có thể gọi cho Lý Thục Phân. Nàng cần phải có một bạn bè cùng giới nghe lời nói trong lòng của nàng. Lưu Tử Bái mở sổ lưu niệm tốt nghiệp ra, tìm phương thức liên lạc với Lý Thục Phân. Sau đó xem xét một chút, xác nhận ra ra không có ở đây, nàng mới dám bấm số điện thoại. Uy, xin hỏi có phải là nhà của bạn Lý Thục Phân không? Nàng nơm nớp lo sợ hỏi. Người tiếp nhận điện thoại, sửng sốt dây lát. Sau đó, bạn, bạn là Lương Tử Bái? Dọa, dạ, làm thế nào mà bạn biết? Nàng kinh hãi. Phốc, ha ha, đương nhiên là vì mình nhận ra thanh âm của bạn. Vấn đề này thực là ngu xuẩn. Wow, có hay không lại lợi hại như vậy? Bất quá cũng là có nói chuyện vài lần, Lý Thục Phân cư nhiên có thể nhận ra thanh âm của nàng. Lương Tử Bái thực sự bái phục nàng. Chẳng lẽ thần kỳ gì đâu, bạn cư nhiên gọi cho mình. Vì sao? Lý Thục Phân hỏi thẳng vào vấn đề. Lương Tử Bái nhất thời không biết bỏ miệng như thế nào, đành phải đi vòng vòng đem đề tài của bọn họ trở thành chuyện trong lớp. Lương Tử Bái, bạn hẳn là có sự tình khác đến tìm mình đúng không? Lý Thục Phân thoải mái hỏi lại. Ách, nàng không khỏi hoài nghi phụ thân của lý đồng nàng không khỏi hoài nghi phụ thân của lý đồng học có thể là tam thái tử mới có thể thần kỳ như vậy có chuyện gì nói bằng không mình gác điện thoại nhé lương tử bái không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng mặt dày nhăn nhó đem hết phang mang trong lòng nói thẳng ra nàng rõ ràng không phải là hạng cô gái yếu ớt không được tự nhiên nhưng bây giờ gặp phải sự tình này nàng chính là không hề giống như lý thục phân tiểu sái thẳng thắn như vậy lý thục phân nghe lời xong của nàng không lưỡng lự nói nhà bạn hẳn là đang thích hắn làm thế nào mà có thể có được nàng kêu to nếu không phải như vậy bạn sao lại phức tạp như vậy hôm tốt nghiệp không phải là trần Chí dương có viết thư tình cho bạn sao khi đó bạn có chút phức tạp cũng không có trước mặt người ta có thể khéo léo từ chối tình cảm của hắn đem thư tình trả lại cho hắn còn cảm ơn hắn năng đỡ trời ạ à, lý thục phân làm sao lại biết vì không muốn Trần Trí Dương bị khó coi, nàng đặc biệt một mình cùng hắn đến hội trường, rất nhanh đem chuyện này chấm dứt. Lúc ấy hội trường rõ ràng chỉ có hai người là nàng cùng Trần Trí Dương mà. Bạn nhất định thật buồn, vì sao mà mình biết được? Bởi vì mình lúc ấy cũng ở tại hội trường, hơn nữa sau khi bạn rời đi, Trần Trí Dương khóc lớn tiếng như vậy, mình muốn tai bị điếc cũng thật khó khăn. Bạn lúc ấy đối với Trần Trí Dương không có ý tứ gì, cho nên có thể nhanh chóng xử lý. Cùng một lý do, bởi vì bạn hiện tại có ý tứ kia, cho nên mới cảm thấy phức tạp. Lương tử bái nói không nên lời, phản bác hợp lý. Đúng nha, nếu không phải như vậy, nàng làm sao lại phức tạp. Nhưng là, nàng làm sao lại có thể thích ngụy tuyển triệt, hắn là bằng hữu tốt nhất của nàng. Có phải là cái người mỗi ngày đưa bạn đến trường học? Ừ. Có vẻ đẹp trai, thông minh, không cần nói gì nữa, đem tặng cho mình. Bạn không phải đã có bạn trai sao? Ông cuối không hề tự giác đề cao, nhiều cũng không kém. Huống hồ hắn đẹp trai như vậy, có bạn trai loại này nhất định có phong cách mình không được. Không đợi cho lý thục phân nói xong, lương tự bái liền tức giận gác điện thoại. Sau đó vài buổi kế tiếp, vì thế mà nàng mất ngủ, nằm trong ổ chăn, cả đầu đều là ngụy tuyển triệt, bao gồm lời của hắn nói, bộ dạng tươi cười, bóng dáng, ánh mắt của hắn. Nàng không dám nói cho ngụy tuyển triệt, chỉ có thể vụng trộm thương nhớ. Nguyên lai like, thầm mến lại là một chuyện tình thống khổ như vậy lương tử bái đã lâu đã lâu không thấy ngụy tuyền triệt đêm khuya nửa tháng trước hắn đã đáp máy bay tư nhân ngụy gia đi đến nước mỹ dự tính sẽ ở đó cho đến khi học kỳ đài loan khai giảng hắn sẽ lại tiếp tục giáo dục hắn là người thông minh nhất mà nàng gặp qua nàng cũng biết từ nhỏ hắn luôn nhận đủ loại kiểu dáng giáo dục tinh anh chương trình học ở trường đối với hắn quả thật mà nói chính là cấp bậc vườn trẻ nàng đã từng hỏi qua hắn vì sao không rõ ràng nhảy lớp đi dù sao trường dạy học cái gì hắn cũng đã sớm biết, chi lại tiếp tục ở trong trường ngày qua ngày, cố gắng cùng mọi người đi học. Lúc ấy chính hắn cười cười, đưa ngón tay uốn cong lại, gõ cái chán của nàng, tức giận nói. Cô là chê cuộc sống của tôi quá dài à? Nàng ngay từ đầu không hiểu sau đó, nàng có điểm hiểu được. Vì muốn trở thành người nối nghiệp của tập đoàn, từ nhỏ ngụy Tuyền Triệt đã bị yêu cầu không ngừng học tập quá lứa tuổi. Hắn sử dụng rất nhiều thời gian, vẫn chưa có cơ hội dừng lại, đã trở thành một phần cuộc sống của tuổi tác hắn vì muốn cho chính mình có thể hô hấp một chút không khí của lứa tuổi, hắn cự tuyệt nhảy lớp, thà rằng giống như mọi người cố gắng học tập, đi đến trường trở thành một học sinh trung học bình thường, thậm chí là một sinh viên đại học. Thế giới bên ngoài nhất định không thể tin được cuộc sống như thế này đối với hắn mà nói kỳ thật là một loại hưởng thụ, cũng là một loại thả lòng. Hắn chính là dùng phương thức của chính mình tìm không gian hít thở. Nhưng không hề nghĩ tới sự vắng mặt của hắn có thể làm lương tử bái cảm thấy chính mình sắp thở không nổi bởi vì cảm xúc bởi vì cảm xúc phản đối tích lũy nàng bắt đầu đánh mất cuộc sống tuần trước báo danh ở trường mới nàng cư nhiên lại quên mang theo ô buổi chiều hôm đó lại có mưa rào sớm chớp liền như vậy như thế lại sinh bệnh bất quá chính là một hồi cảm mạo nhỏ cư nhiên ép buộc nàng ước chừng ở nhà nằm nguyên tuần gia gia rất lo lắng cho nàng ban đêm luôn đến xem nàng vài lần gia gia là một người không thích phiền toái nhưng là vì nàng ông ngoại lệ nhờ lương thẩm làm vài món ăn khai vị chỉ hy vọng có thể cho nàng ăn nhiều một chút, bổ dưỡng thân thể. Ý niệm bệnh nhất định sẽ khỏi đâu, khi nào mới hết. Nàng nghĩ rằng có thể chờ đến khi ngụy tuyển triệt từ nước Mỹ trở về, lùng lầy chỉ hoãn trong lòng nàng mới có thể chân chính buông đi. Nàng thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến nỗi ngực đều đau, cảm thấy chỉ muốn khóc. Thật hy vọng vài giây tiếp theo, hắn sẽ trở về và xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng điều này làm sao có thể, nàng cũng không phải là không biết chương trình học có bao nhiêu quan trọng, nhiều đến chết đi được bởi vì được giáo sư có tiếng khai giảng lớp học cơ hội ngàn năm có một bởi vậy chẳng hề học phí cao các học sinh ưu tú đều có thể đổ xô từ khắp nơi trên thế giới nguyện tuyển triệt cũng là vì hướng đến lão sư chuyên nghiệp mới không tiếc ngàn dặm xa xôi đến nước mỹ nghe giảng bài không nhìn thấy hắn nàng đành phải nằm lại thư phòng nơi có hơi thở của riêng mình để thỏa mãn một phần cuốn luyến của nàng nàng giống như con mèo nhỏ nằm ở trên ghế lam nhung sau khi khỏi cà mạo khuôn mặt có vài phần gầy đi Nàng nhìn cánh tay lặng lặng nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ hô hấp. Cửa phòng bị đẩy ra phát ra tiếng nho nhỏ, nàng vẫn không nhúc nhích, thân thể vẫn như cũ cuộn mình lại, đắm chìm trong giấc mơ tưởng niệm im lặng của chính mình. Tấm thảm dưới chân sàn hấp thụ được âm thanh đầy đủ, Ngụy Tuyển Triệt lặng lẽ tiêu sái tiến vào, nhìn bộ dáng ngủ trên ghế của Lương Tử Bái. Một cỗ kiên định trước này chưa từng có nảy lên trong lòng. Như thế nào mà không mặc áo khoác, ngủ như vậy nhất định sẽ cảm lạnh hắn đồng thời cúi người xuống cởi áo khoác trên người mình bao phủ thân thể cuộn tròn của nàng chiều dài chiếc áo khoác có hạn nên không thể che được đôi chân dài trắng nõn hắn cứ như vậy ngồi trước mặt nàng không nói lời nào nhìn vào nàng vài giây sau hắn vươn tay sờ khuôn mặt trắng nộn mà nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi bản thân thỏa mãn hắn mới thu tay lại trở lại bàn học mở ra nút mở máy tính chuẩn bị đưa tay sửa sang lại một ít tài liệu đi học bất quá trước khi sửa sang tài liệu hắn muốn đi tắm rửa thoải mái để rửa đi hành trình mệt mỏi mà mới có tinh thần làm việc tốt liếc nhìn luôn tử bái một cái sau đó xác định nàng tạm thời không có dấu hiệu tỉnh lại tuyển triệt nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa đi ra ngoài không có chút âm thanh nhỏ nào quấy nhiễu mộng đẹp của nàng tử bái nửa tỉnh nửa ngủ dần dần hồi phục ý thức nàng vẫn cảm thấy cảm mạo không hoàn toàn khỏi cả người vẫn lười biếng nguyên bản nằm ở nơi này là vị trí thoải mái nhất của nàng nhưng giờ phút này cảm giác đầu dầu dĩ ở dưới bụng làm cho cảm xúc của nàng bị phá hư hết, hơn nữa cực kỳ không thoải mái. Lông mày nhíu lại, nàng lặng lẽ thở dài, muốn đem hết loại buồn cảm giác này mà từ trong cơ thể đi ra. Nàng bắt đầu xoay người, mơ hồ cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu giữa hai chân chảy ra. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu đứng dậy khiến cho áo khoác trên người, bắt đầu đứng dậy khiến cho chiếc áo khoác trên người rớt xuống ghế. Quả thật cảm giác có cái gì đó, thân thể chảy ra giữa hai chân nàng thét lên một hơi nàng đổ rút một hơi cả người kinh hoàng từ trên ghế nhảy dựng lên trời ạ à, làm sao có thể như thế nàng chẳng lẽ nàng đã trở thành con gái ngay tại khi lương tử bái phải mặt trắng bệch thời điểm cả người cứng ngắc cả thư phòng bị đẩy ra nàng kinh sợ ngẩng đầu vừa nhìn thấy thân ảnh ngụy tuyển triệt nước mắt liền chảy ra tỉnh ngụy tuyển triệt cười hỏi vài giây tiếp theo hắn lập tức phát hiện ra tình trạng kỳ lạ của nàng còn có nước mắt của nàng. Làm sao vậy? Thấy hắn muốn tiến về phía trước, nàng vội vàng ngăn cản hắn. Không cần lại đây, tôi... Hoàn toàn không nói ra lời, nàng cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngụy tuyển triệt đưa mắt nhìn trộm một màn. Thấy quần nàng có vết máu lập tức hiểu. Bái bái, không có việc gì phải hoảng sợ. Nàng cắn chặt cánh môi phát ra tiếng khóc nức nở. Trong nhà còn băng vệ sinh không? Đặt ở đâu? Tôi hiện tại đi lấy giúp cô. Nàng mãnh liệt lắc đầu, đây là lần đầu tiên tôi không biết, cho nên không có. Thật xin lỗi tôi lại làm dơ ghế rồi, thật xin lỗi. Là lần đầu, bái bái hoảng sợ, khóc thét lên. 16 tuổi cô mới trải qua lần đầu tiên. Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy đau trong lòng, đi về phía trước mặt nhặt lấy áo khoác bao lấy thắt lưng của nàng rồi bảo nàng ngồi xuống. Không, nàng kháng cự. Không sao cả, ngồi xuống đi đừng sợ, tôi hiện tại sẽ giúp cô đi mua, cô cứ ngoan ngoãn ngồi đây chờ, đừng sợ không có việc gì cả thanh âm ấm áp của hắn nhẹ nhàng an ủi nàng nàng nâng lên khuôn mặt bối rối vụng trộm liếc hắn một cái tôi lập tức quay lại hắn hạ người xuống hôn lên chán nàng một cái hắn chợt đứng dậy rời khỏi thư phòng sau khi ngụy tuyển triệt rời đi thư phòng chỉ còn một mình lương tử bái nàng ngồi trên ghế như đứng trên than cảm giác bụng phát đau dầu dĩ cả người bị buộc chặt lại nàng chỉ sợ trước khi hắn trở lại sẽ có người xông đến nhìn đến tình huống xấu hổ như vậy Nàng thậm chí khẩn trương đến nỗi các ngón chân đều cong lên. Bị hắn thấy một màn như vậy, nàng cảm thấy quá mất mặt, nhưng nàng lại không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn hắn xuất hiện, bằng không nàng thật sự không biết phải làm gì mới tốt. Đột nhiên, hoang mang từ đáy lòng nàng hiện lên, mấy vấn đề liên tiếp hiện ra. Hắn làm sao có thể ở trong này? Hắn không phải đang ở nước Mỹ sao? Hắn khi nào lại trở về? Không biết qua bao lâu dài như một thế kỷ, thời điểm khi cánh cửa thư phòng mở ra, trong nháy mắt, lương tử bái như bị cái gì đó đè ép, đột nhiên một trận co rút nhanh. Đừng sợ là tôi. Ngụy tuyển triệt mang theo vài túi giấy đi đến. Nhìn thấy hắn nàng cư nhiên cứng ngắc, bây giờ mới thả lỏng thân người, một thời thở dài nhẹ nhõm. Đi, đến phòng của tôi, nơi đó có phòng tắm. Nhưng là... Lương tử bái không dám lộn xộn, sợ hãi tình hình tai nạn sẽ xảy ra mở rộng. Ngụy tuyển triệt thấy thế, cầm lấy mấy túi giấy đưa cho nàng, không nói hai lời, liền xoay người ôm lấy nàng, sau đó bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, trải qua hành lang dài đi đến phòng ngủ của hắn. Hắn ở cửa phòng tắm thả nàng xuống. Nhà đi vào trong đi, tôi ở chỗ này chờ cô, muốn tắm rửa một cái cũng có thể, cứ từ từ không cần gấp, cái này là khăn sạch. Cảm ơn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhanh chóng đi vào trong đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa đóng kín truyền đến một thanh âm nước chảy. Ngụy Tuyển Triệt ngồi trên ghế sofa, trong phòng ngủ lặng lẽ chờ. Tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành, là một tiểu nữ nhân thành thục. Tuy rằng so với người khác, nàng đến trễ, nhưng thật là nàng có lớn lên, có khả năng sinh ra một đứa nhỏ. Hắn không bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên lại cùng nàng tham gia sự kiện quan trọng nhất của một con người khi trưởng thành. Bất quá hắn cũng thật sơ ý, nhưng vẫn không thể chú ý đến vấn đề này nghe nói thời kỳ sinh lý của con gái đều không cảm thấy thoải mái vì vậy hắn lấy di động ra thừa dịp trong thời gian chờ đợi lên mạng sưu tầm muốn tìm phương pháp giải quyết sau một lúc lâu nàng cuối cùng cũng đi ra thay bộ quần áo sạch sẽ mang theo một túi to chậm rãi tiêu sái đi ra ngồi lại đây hắn đưa tay vẫy vẫy với nàng trên mặt lộ ra một vẻ đỏ ửng lương tử bái chậm rãi bước về phía hắn ngụy tuyển triệt vươn đôi chân thon dài móc chân đến một cái ghế kéo nàng ngồi xuống cùng chính mình mặt đối mặt có nơi nào không thoải mái sao Hắn hai tay đặt trên bà vai nàng thật sự hỏi Hoàn hảo Bụng có điểm đau Nàng vẫn cứ nghĩ vì cảm mạo khiến cho cảm thấy không thoải mái Không hề nghĩ tới cư nhiên Lại vì thời kỳ sinh lý Tôi có mua thuốc giảm đau với túi ấm áp Nếu thực sự không thoải mái có thể uống một viên Sau đó đem túi ấm đặt lên trước bụng Nhà tôi còn lên mạng tra một ít tư vấn Về sau nếu gặp em có thể nhìn xem Biết xử lý như thế nào Nàng đưa tay tiếp nhận điện thoại của hắn ngoan ngoãn nhìn những tư vấn có liên quan đến săn sóc, bảo vệ sức khỏe thời kỳ sinh lý của con gái. Thực sự xấu hổ, nàng bây giờ lại giống như trở thành học sinh trung học, lại một lần nữa lại giáo dục sức khỏe. Đúng rồi, phía trên có ăn sô-cô-la, tâm tình nhất định ổn, cảm xúc sẽ tốt theo. Tình hình thân thể cũng trở nên thoải mái. Vừa vặn lần này tôi từ Mỹ trở về có mua ít sô-cô-la, em chờ tôi một chút. Hắn đứng dậy mở hành lý ra, lấy ra một đống hộp sô-cô-la từ bên trong. Trở lại ngồi trước mặt nàng, xé gói mở ra, đưa một viên sô-cô-la đút cho nàng. Nàng muốn chính mình tự ăn, hắn lại lắc đầu cự tuyệt nàng, đành phải há mồm ăn. Sô-cô-la nồng đậm ở trong miệng tan chảy, vị ngọt mang theo một chút đắng, ăn ngon cực kỳ, hơn nữa bọc bên ngoài là một hạnh nhân, vị phi thường ngon. Ăn ngon sao? Ừ, ngon cực, ăn ngon đến nỗi đều muốn làm cho người khác tan chảy theo. Nàng thản nhiên mở ra một phòng nụ cười, trong nụ cười còn có thẹn thùng của thiếu nữ, Ngụy Tuyển Triệt nhìn đến giật mình say mê, lại đây ăn một cái, hắn lại đút cho nàng, gần đây có việc gì xảy ra, như thế nào không trả lời thư của tôi. Thư? Miệng nàng chứa đầy sô cô la, lộ ra biểu tình một chút ngạc nhiên. Hắn đem sô cô la giao cho tay của nàng, tôi có chụp một số bức ảnh, viết tình hình ở Mỹ gần đây của tôi, tất cả đều gửi cho em, em bao lâu rồi không mở máy tính. Tiếp theo trong hành lý lấy ra một cuốn sách, không xong rồi, không nhớ gì cả, giống như là sau khi không giao bài tập, nàng liền ít khi chạm vào máy tính của hắn. Tiểu thư, em sẽ không nên mỗi lần đến thư phòng đều chỉ vì nằm ở trên ghế ngủ đi. Hắn thực sự rất ghen tị với cái ghế nằm, đối với nàng lại quan trọng hơn hết thầy. Nàng giật mình thức tỉnh. Đúng rồi ghế nằm của anh, em hình như đã làm bẩn nó, làm sao bây giờ? Cái ghế màu xanh kia đã làm bằng chất liệu tơ nhung, không phải dễ dàng tẩy sạch, huống chi còn dính bột vệt dài, Nàng thật ảo não Chỉ là một cái ghế thôi Em không cần lo lắng Tôi sẽ xử lý Nhưng mà Yên tâm tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu Đây là bí mật của hai người chúng ta Hắn đưa ra ngón tay dựng thẳng lên Đặt lên môi mình Đôi mắt đẹp hiếp lại Tư thế mê người Trong phút chốc nàng hạ tay xuống Trong phút chốc nàng để tay xuống Hạ cuốn sách dạy nấu món ăn điểm tâm ngọt Đây là cái gì Sách dạy nấu món ăn điểm tâm ngọt đấy Tất cả đều là tôi tự thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến từng hiệu sách lớn ở New York tìm cho em. Cả tác giả này hiện là đầu bếp điểm tâm ngọt nổi tiếng nhất. Bất quá nội dung dạy sách sẽ được viết bằng tiếng Anh. Nhưng một chữ tử vựng tiếng Anh đối với nữ vương điểm tâm ngọt tương lai mà nói hẳn là không phải một chuyện tình khó khăn đi. Nàng không thể tin được mở ra trang sách mới tinh. Ảnh chụp mỗi món điểm tâm, hình dạng thoạt nhìn vừa tinh xào, vừa dễ thương, khiến cho ai thấy cũng đều cảm thấy ngon miệng. Chỉ cần thưởng thức ảnh chụp sẽ khiến người ta không nhịn được tưởng tượng khi ăn món nó vào miệng, sẽ không biết món đó có bao nhiêu tuyệt vời. Có hứng thú tìm hiểu là tốt rồi, học xong đừng quên làm cho tôi ăn. Tôi trước tiên nói trước, nếu món ăn không có tiêu chuẩn, không được phép đưa cho tôi ăn, tôi không phải là thùng rác nhà bếp. Lương tử bái cảm động đến rơi cả nước mắt, gắt gao ôm lấy quyển sách dạy nấu món ăn điểm tâm ngọt, yêu thích tử không muốn buông tay. Đúng rồi, nàng quên hỏi hắn, anh như thế nào lại trở về? nhà đầu kia hiện tại mới nghĩ đến muốn hỏi vấn đề này. Hắn đưa tay nhéo lấy vành tay của nàng. Bởi vì tôi là siêu nhân na, à, nhưng lại có năng lực biết trước. Nếu tôi trong thời gian này không trở lại, chỉ sợ bị một cái tiểu cô nương dọa phải hư đến mất mát mất. Nàng bị hắn trêu chọc về mặt đỏ bừng, vừa tức giận lại vừa đưa tay chửi cánh tay của hắn. Hắn thuận thế giữ chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng nhẹ nhàng đem cánh tay hướng vào trong lòng đem tình hình nhỏ nhắn ôm vào trong ngực cao giọng nói lương tử bái không có gì phải sợ mặc kệ gặp bất cứ sự tình gì đều có tôi ở đây nguyên bản đã muốn làm dịu được tiếng khóc ở trong lòng hắn như vậy nàng một lần nữa sống lại nàng cảm thấy hốc mắt của nàng nóng nóng ngụy tuyển triệt vòng qua bà vai của nàng nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng nghĩ đến lương tử bái của riêng mình bình thường thực kiên cường hôm nay đột nhiên yếu ớt dối tinh dối mù nàng rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ. Vì vậy sau khi phát hiện tâm ý của chính mình, nàng chỉ có thể vụng trộm thầm mến, không một chút nghĩ ngợi, đưa tay gắt gao bao trụ lấy thân người. Ngụy Tuyền Triệt sững sờ một chút. Này hình như là lần đầu tiên nàng ôm hắn như vậy, lòng hắn đang rung động, máu chảy mãnh liệt va chạm vào thành mạch máu, một cỗ tâm trạng vô danh dâng trào đánh sâu vào suy nghĩ. Lương tử bái, nếu tôi hiện tại đối với em là một chuyện, em cũng không được dọa đến sợ hãi. Là cái gì? Nàng không nghi ngờ ngẩng đầu hỏi. Một chữ cuối cùng biến mất trong miệng. Ngụy tuyển triệt rốt cuộc kiềm lòng không được. Hôn lên môi nàng. Mà lương tử bái quả nhiên là vẫn bị dọa, đến ánh mắt mở trừng lớn. Hai má hồng đến nỗi muốn nổ mạnh. Tuy rằng chỉ là một đụng chạm nhẹ cũng khiến nàng sợ kinh hãi. Nàng trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, trong một thời gian dài, dần dần chiều rộng đôi mắt trở về như cũ, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Vì sao? Nàng hỏi rất nhẹ nhàng, ánh mắt còn thực sự. Bởi vì thích, hắn không chớp mắt một cái, bình tĩnh trả lời nàng. Nàng đổ rút một hơi, tâm đi theo câu nói khi nãy của hắn. Thích, thích cái gì? Là thích người như nàng hay vẫn là thích hành động hôn này của nàng? Anh đang theo tôi chơi trò đùa dai sao? Nếu là như thế, nàng sẽ nhất định khóc, hơn nữa còn khóc gào. Lương tử bái đồng học, nhân cách của anh không đáng tin tưởng như vậy sao? Nàng không biết cái gì quá đột nhiên cũng khiến cho người ta ngoài ý muốn. Trả lời anh, chán ghét hay là thích? Cái gì? Em biết anh đang hỏi cái gì mà. Anh, anh hiện tại là tam thái tử hiển linh sao? Khẩn trương làm cho nàng không khỏi lựa chọn từ ngữ nói chuyện. Anh không ngại em lấy danh nghĩa tam thái tử trả lời anh đâu. Nàng mím môi, gật đầu mà không nói một câu, bị ánh mắt của hắn xem xét đến mất hồn mất vía cảm giác không được tự nhiên, tích lũy đến cực hạn. Nàng nhịn không được đưa đầu lưỡi ra ngoài liếm đôi môi khô. Ánh mắt bắt đầu mãnh liệt. Lương tử bái là em tự tìm lấy. Hắn cắn răng nói. Nàng làm sao vậy? Nàng chưa nói cái gì? Lương tử bái còn không biết chính mình rốt cuộc tự tìm cái gì. Trước mặt ngụy tuyển triệt chào đón không đánh một tiếng, liền cúi đầu hôn trụ môi nàng. Hại nàng thiếu chút nữa, không hấp thở nổi. Nàng dãy rụa kháng nghị. Đáng tiếc tiếng còn chưa truyền đi, đều bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Ngụy Tuyển Triệt chính là một con thú lòng tham không đáy. Nàng không rõ đây là tình trạng chóng mặt do thiếu oxy hay vẫn là bị gây ra bởi thời kỳ sinh lý trưởng thành. Khi con thú đang tự nhấm nháp con ngựa là nàng đây, trừ bỏ hô hấp từng ngụm từng ngụm, lương tự bái căn bản các gì cũng không làm được. Nhưng thật là một con thú nuốt lời của nàng nói, ăn đôi môi của nàng, cả người lại có vẻ đầy thỏa mãn. Bái bái, từ giờ trở đi, em phải đối với anh phụ trách. Hả? Hiện giờ là cái gì tình hình vậy? vì sao nàng phải đối với hắn phụ trách rõ ràng hắn hôn nàng mà ngụy tuyển triệt cái tên giả hoạt này nhưng là cỗ tình cảm kia ở trong lòng nàng mơ hồ trở nên ngọt ngào không chịu đi ra cuối cùng chuyện gì xảy ra cổ họng lương tử bái thắt chặt lại tim đập ái náy người cũng choáng váng vui sướng hiện trường trận đấu tranh giải thế giới trẻ là món điểm tâm ngọt ở hungary lương tử bái đang chờ kết quả trận đấu công bố độ nhân thần kinh trở nên khẩn trương nàng nhịn không được lặp đi lặp lại hít thở sâu hai tay không ngừng bám chặt đùi của chính mình, cả người tỏa ra một trạng thái bất an, biểu tình cứng ngắc như thể sẵn sàng nghẹt thở ngất xỉu. Lý Thục Phân cùng nàng tham gia trận đấu ở Hungary, chú ý nhịn không được đẩy đẩy nàng. Chế nhạo nói, này, bạn học, cậu bình tĩnh một chút được không? Bất quá chính là chờ lãnh thưởng, cậu còn phải thất vọng cái gì? Trận đấu còn không sợ như thế nào, lại sợ có huy chương nho nhỏ như vậy, lấy không được thì mình lấy giúp cậu. Dứt lời còn không quên vỗ vỗ bả vai của nàng. Lương tử bái hò khan vài tiếng. Chật chật, cánh tay của bạn học Lý Thục Vân vẫn là mạnh như vậy. Bạn học nhiều năm, sớm đã trở thành thói quen. Nhưng bị vỗ mạnh như vậy một cái toàn bộ thân của Lương tử bái, nhịn không được lung lay một chút. Mùa hè năm trước, nàng cùng Lý Thục Vân tốt nghiệp trường dạy nghề nấu ăn. Nguyên bản tưởng rằng mỗi người sẽ đi một ngả, không nghĩ tới âm dương kéo thế nào lại trở thành đồng nghiệp cùng nhau làm việc tại một tiệm bánh vừa mới khai trương gần đây. Ông chủ tiệm bánh là một người thanh niên trẻ tuổi thành thật, lớn hơn các nàng mấy tuổi lý thục phân vừa xuất hiện liền đem tâm tư đơn thuần đầu óc của ông chủ nhỏ trở nên choáng váng lần này lương tử bái có thể đạt được hỗ trợ của ông chủ đi đến hungary tham gia cuộc thi món ăn điểm tâm thế giới như vậy phải tuyệt đối kể công lớn nhất chính là lý thục phân bởi vì nàng nói với ông chủ nhỏ nếu bé bái, bái lấy được huy chương cuộc thi món điểm tâm ngọt chúng ta liền kết hôn bởi vì hướng đến những lời này ông chủ nhỏ hào phóng cho nàng mượn nơi luyện tập cung cấp nguyên liệu luyện tập chỉ là lúc trước nguyên liệu luyện tập là sô cô la, Lương Tử Bái liền mượn ông chủ nhỏ 30 vạn khối. Cho nên nếu không đoạt giải, trời ạ, nàng quả thật không dám tưởng tượng. Đối với bộ dáng khẩn trương hề hề hiện tại, Lương Tử Bái ở trên đài chỗ tay nghề là món điểm tâm ngọt, nhưng lại thể hiện bộ dáng phong độ của một đại tướng. Tuy rằng không khí ở Hungary làm cho nàng đột nhiên muốn chảy máu mũi, sợ hãi những người ở ban tổ chức, nhưng là cô gái nhỏ như nàng vẫy vẫy tay, vẻ mặt không thèm để ý sau khi trải qua cầm máu đơn giản lập tức chấn định tinh thần tiếp tục tham gia cuộc thi trên đài toàn tâm toàn ý tập trung vào tác phẩm của nàng nàng khẩn trương như vậy cũng không phải là sợ các huy chương nho nhỏ kia nàng chính là sợ chính mình vạn nhất không lấy được giải thưởng sẽ làm nhiều người kỳ vọng cao và nàng thất vọng quả nhiên làm điểm tâm ngọt là thời điểm nàng thoải mái nhất hiện tại trong tay nàng có một khối nguyên liệu sô cô la để làm nàng phân tâm có lẽ nàng sẽ bớt lo lắng một chút A à, bắt đầu tuyên bố giải thưởng, bên tai vang lên một cuộc nói chuyện của chủ trì đại hội. Mỗi một từ nàng đều nghe không vào, công bố theo thứ tự từ chữ cái. Nàng nhìn thấy các tuyển thủ đến từ các quốc gia khác đoạt giải vui vẻ, thét chó tai cùng hoan hô. Thứ năm, thứ tư, thứ ba, xem ra không có hy vọng. Trong đầu vừa mới hiện lên những chữ như vậy, từ bái liền tự hồ nghe thấy tên tiếng Anh của mình. Chồng nháy mắt đầu nàng liền sụp đổ. Ước chừng vài giây sau, cả người giống như bị một cỗ cường lực ném đến không gian ngoài, thế giới không có trọng lực. Đài Loan, Lương Tử Bái cậu có nghe không? Đài Loan đó, cậu đoạt giải rồi, cậu đứng thứ hai. Lý Thục Phân ra sức nắm bả vai của nàng, dĩ nhiên hiện ra một trạng thái thất thần, biết rõ nàng chưa tỉnh. Lương Tử Bái không biết chính mình đi lên đài như thế nào, cũng không biết chính mình nhận huy chương như thế nào, vui mừng mà khóc, nàng chỉ cảm thấy một mảnh mông lung trước mắt nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới chính mình có thể ra nước ngoài tham gia thi đấu còn có thể lấy thành tích thứ hai vĩ đại điều này thực sự quá tuyệt vời thật sự quá tuyệt vời đột nhiên nàng tươi cười một chút biểu tình khá giật mình không thể tin ánh mắt của mình đợi chút nàng không phải nhìn lầm chứ như thế nào nàng lại nhìn thấy ngụy tuyển triệt người này không phải đang ở đài loan chuẩn bị tốt nghiệp sao chẳng lẽ vì nàng rất tưởng nhớ đến hắn mà sinh ra ảo giác nhưng là hình ảnh tôi cười trước mặt lại chân thật như vậy. Tử bái ngây ngốc cầm lấy huy chương, tiêu sái bước xuống đài, dường như đang bị thô miên, đi đến trước mặt nam nhân. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì không kịp rồi. Tuyển triệt cười nói, thời điểm cuộc thi người này đang ở trên máy bay vì không muốn kinh động đến người trong nhà. Lần này hắn không hề đụng đến máy bay tư nhân trong nhà mà ngoan ngoãn ngồi lên trên máy bay hàng không bình thường, xuyên qua phương pháp vận chuyển đến Hungary. Ở trên máy bay một chút, hắn liền gọi điện thoại cho Lý Thục Vân hỏi thăm tình hình mới nhất. Nghe nói, thời điểm ngay từ đầu cuộc thi, lường tử bái đột nhiên chảy máu mũi, lòng hắn nóng như lửa đốt. Liền kêu taxi nhanh chóng chạy đến trường học cuộc thi. May mắn nàng không có việc gì, nhưng còn lấy được huy chương. Ngụy tuyển triệt quyến luyến không thôi, sờ sờ khuôn mặt phấn nộn của nàng. Quen thuộc chạm vào má trên khuôn mặt, ánh mắt nàng trở nên thoải mái, giống như con mèo nhỏ của hắn. Bye bye, chúc mừng em, Tiếp theo hắn cúi đầu hôn trụ. Ở cổ họng con mèo nhỏ lầm bầm một tiếng, sau đó lập tức đầu hàng, mềm ngã vào trong lồng ngược hắn. Lương tử bái cảm giác được chính mình xoay tròn, loại cảm giác mà thế giới không trọng lực bắt đầu trở lại. Bởi vì kinh dị hạn chế, thời gian cuộc thi kết thúc, bọn họ chỉ đi dạo ngắn ngủi một buổi chiều ở Hungary. Buổi tối liền hầm hập nóng vội, mang huy chương với chuyến bay đầu tiên tại Frankfurt, lại từ Frankfurt đến Đài Loan. Ngụy tuyển triệt nhường chỗ, ngồi ở khoang hạng nhất, Lý Thục Phân mừng rỡ không đi quấy giày cặp tình nhân, làm cho hai người bọn họ thoải mái ở khoang hạng 3. Ở trên chỗ ngồi, Lương Tử Bái cầm quyền sổ nhỏ cùng với cây bút, chuyên tâm phân tích số lượng món quà mua vào buổi chiều. Gia Gia, Lương Thẩm, Trần Thúc, Hiểu quên Tỷ Tỷ, Quản gia Thúc Thúc, Đại ca Ai Trung. Sau khi xác nhận không có thiếu sót, thế này nàng mới cảm thấy mỹ mãn, thu hồi quyển sổ tay. Xác nhận tốt rồi. Vâng, mọi người đều có quà. Lần này ra nước ngoài thi đấu, mọi người đều chúc phúc cho nàng. Món quà là đại biểu cho lòng cảm kích nho nhỏ của nàng. Đương nhiên Gia Gia khẳng định là tuyệt nhất, đặc biệt nhất. Ngụy tuyển triệt ghét gao nắm lấy tay nàng. Kỳ thật, hắn có một chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Bye bye. Dạ. Sau khi thả lỏng, dựa người vào bờ vai của hắn, lắng nghe hơi thở, cả người nàng có điểm buồn ngủ, đều là hắn. Nuôi dưỡng nàng người thấy hương vị trên người hắn, cả người bắt đầu có thói quen lười biếng không suy nghĩ anh quyết định ra nước ngoài học nàng đột nhiên trừng lớn ánh mắt ở bên người hắn đứng dậy hắn kéo nàng xuống làm cho nàng tiếp tục dựa vào vai gần đây mới quyết định kỳ thật cha mẹ đối với hắn biểu hiện mong đợi cùng nguyện vọng của bạn họ họ luôn cảm thấy đứa nhỏ vĩ đại như vậy nguyện ra lại giàu có như vậy thân là người nối nghiệp duy nhất hắn làm sao không thể không ra nước ngoài học tập tuy rằng mỗi chương trình học hàng năm hắn sớm học tập nhưng trưởng bối nghĩ rằng một số bằng cao cấp giáo dục cần được thỏa mãn cho nên hắn đáp ứng Em hiện tại là một nữ vương của một thế hệ mới điểm tâm ngọt. Anh cũng muốn cố gắng. Ít nhất cũng phải đạt được thạc sĩ mới được đi. Hắn bóp nhẹ chấp mũi của nàng, trêu chọc. Nhưng nàng lại không thể trở nên vui vẻ. Bởi vì bọn họ sẽ chia tay. Sẽ đi thật sao? Một năm. Bởi vì hắn không nghĩ cùng nàng cách xa lâu như vậy. Cho nên hắn mới lựa chọn chế độ giáo dục ở nước Anh. Một năm sau lấy được học vị thạc sĩ, trở về Đài Loan. Lương Tử Bái cũng biết chuyện tình này không có biện pháp, nàng không thể ích kỷ ngăn cản bước chân của hắn, hắn là người nối nghiệp của Ngụy gia, có đường đi hắn nên đi, hơn nữa chính là một năm mà thôi, cho dù sẽ rất tưởng nhớ, nàng cũng sẽ vì hắn mà nhẫn nại. Được rồi, liền một năm, nếu một năm sau anh không trở lại, em sẽ không để ý đến anh. Anh biết. Nàng bay vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hốc mắt nhịn không được nóng rực, không muốn cho nước mắt rơi xuống. 20 tuổi năm ấy, Lương Tử Bái đạt thành tích đứng thứ hai cuộc thi là món ngon điểm tâm ngọt. Cũng là vào mùa hè năm đó, Ngụy Tuyển Triệt một mình đến nước Anh du học. Rõ ràng mùa đông còn chưa bắt đầu, Tử Bái muốn được nhìn thấy trước. Đây sẽ là một mùa đông rét lạnh. Từ lúc 15 tuổi, bọn họ đã gặp nhau, chưa từng tách xa lâu như vậy. Cho dù nghỉ đông hay là nghỉ hè, Ngụy Tuyển Triệt đều đến nước ngoài du học. Lâu thì nửa tháng, ngắn thì chỉ một hai tuần. Muốn thông qua một năm vững chắc như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhưng nàng sẽ nhẫn nại, nhất định nhẫn nại, vì hắn mà nhẫn nại, bởi vì nàng phát hiện so với tưởng tượng của chính mình, nàng còn muốn thương hắn nhiều hơn. Buổi tối 8 giờ, Từ Bái ngồi mở máy tính trước bàn ăn tối, từ từ rời khỏi trường học, sau khi công tác xã hội, nàng liền rời khỏi cuộc sống của nàng cùng gia gia ở phòng nhỏ, chỉ khi có kỳ nghỉ mới trở về Ngụy gia, thăm hỏi gia gia đang làm việc ở Ngụy gia. Dù sao nàng cũng đã lớn lên nên học tập tính độc lập, không thể luôn dựa vào Ngụy gia hơn nữa nàng không phải là người làm việc của ngụy gia tiếp tục ở lại nơi đó không phải là ý tứ tốt sau khi nàng cùng gia gia thảo luận gia gia cũng ủng hộ quyết định chuyển ra ngoài cùng nàng nàng hy vọng vài năm tiếp theo chờ kinh tế ổn định nàng có thể cùng gia gia sống chung để cho nàng chăm sóc gia 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 có thể không cần lại vất vả như vậy dù sao người làm vườn cũng là một công việc cần phải có thể lực mà gia gia tuổi cũng càng ngày lớn nàng thật sự không thể chịu được thấy gia gia vất vả như vậy bất quá ngụy tuyển triệt có thể thấy khó chịu nghe được nàng muốn chuyển ra ngoài hắn yên lặng nhiều năm trở thành thiếu gia không thể gây loạn nhưng bây giờ tính tình lại bắt đầu tái phát bá đạo đưa nàng cho hai lựa chọn hoặc là ngoan ngoãn chuyển vào căn hộ ở thành phố mà lúc trước ông bà nội của hắn cho hoặc là làm cho trần thúc mỗi ngày đưa nàng đi làm nhưng mà làm ơn nàng cũng không phải là người của ngụy gia dựa vào cái gì khiến cho trần thúc mỗi ngày lái xe đưa nàng đi làm nhưng hắn nói cái gì cũng không nhượng bộ cố chấp vô cùng, nói cái gì nàng một mình thuê phòng bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ chuyển đến nơi mà hắn chỉ định mới có thể yên tâm. Cuối cùng không lay chuyển được hắn, nàng đành phải khuất phục, ngoan ngoãn và ở nơi lão đại hắn chỉ định. Trước khi ra nước ngoài, chỉ cần không có sự tình gì, hắn sẽ tới nơi này, lại muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Mỗi lần đến buổi tối, nàng lúc nào cũng phải đuổi nửa ngày mới có thể đem hắn chạy về ngụy gia trên núi. Hiện tại không cần chạy, hắn bây giờ ở nước Anh xa xôi, nàng chỉ có thể xuyên qua chat webcam trên máy tính giải bỏ tương tư. Tóc của hắn hình như có điểm dài, khuôn mặt có vẻ gầy. Mấy giờ? Hắn bây giờ đang hỏi thời gian ở Đài Loan. Hơn 8 giờ, như thế nào dùng bữa tối trễ như vậy? Lương tử bái, em là đòi nợ sao? Hắn đột nhiên từ quyển sách ngẩng đầu lên, liếc mắt cảnh cáo nàng. Nàng nhíu mày bĩ môi, thật là một cái quỷ bá đạo. Ngay cả khi nước Anh còn bá đạo như vậy, thời gian ăn cơm cũng muốn quản đông quản tây cẩn thận suy nghĩ lại hắn thật sự kiểm soát nàng bất kể là ở nhà ăn ngủ nghỉ mặc kệ là cái gì nguyên nhân nào chỉ cần lão đại hắn xem không vừa mắt hắn sẽ quản còn nhớ rõ vài năm trước ngày khai giảng đầu tiên ở trường học nấu ăn hắn nhìn đồng phục hoàn toàn mới tinh của nàng dường như đôi lông mày của hắn nhanh trâu lại kỳ quái bất quá chính là đồng phục thôi như thế nào váy lại ngắn cổ áo vì sao lại thấp như vậy vật liệu này có thể hay không rất mỏng Ngụy Tuyền Triệt, em là nữ sinh viên của thế kỷ 21, anh sẽ không nghĩ em muốn em mặc áo khoác dài đi học chứ. Váy ngắn là vì chân nàng dài, cổ thấp là ảo giác của hắn. Vật liệu may mặc mỏng là vì mùa hè, có vẻ mát mẻ. Kết quả là lão đại hắn dám đem làn váy của nàng dài thêm mấy tấc, ở cổ áo may thêm. Một cái chân đường viền cho kín đáo, đồng phục bên trong cũng bỏ thêm quần áo trong, thế này không dài dòng mới lạ. Kết quả mùa hè hàng năm, nàng nhanh chóng bị kiện quần áo bên trong làm nóng chết đúng rồi hắn cũng quản tư thế ngồi xe của nàng nói cái gì mà ngồi hai chân hai bên không tao nhã như thế nào phải muốn nàng ngồi bên sườn trừ lần đó ra còn rất nhiều từ cách ngồi tư thế đi đường phong cách mái tóc tốc độ nói chuyện cho tới thói quen ăn uống mặc quần áo phong cách chỉ cần không vừa lòng với ánh mắt của hắn hắn tuyệt đối không bỏ qua quản quản anh ở nhiều năm như vậy nàng cư nhiên bị hắn quản trở thành thói quen tuy rằng thỉnh thoảng cũng oán giận một chút nhưng trong lòng vẫn thật ngọt ngào nhìn xem hiện tại bị hắn cảnh cáo như vậy nàng không chỉ cư xử tốt hơn như con mèo nhỏ mà ngay cả cổ họng cũng không dám hó hé một tiếng nàng chính là bởi vì muốn cùng hắn ăn cơm gần đây có việc gì bận rộn không hắn hỏi bận muốn chết có lẽ bởi vì sắp tới lễ giáng sinh Đơn đặt hàng nhiều hơn so với bình thường, em chỉ phụ trách bộ phận món điểm tâm ngọt, đều bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm. Như thế nào không kêu vài người giúp? Không có biện pháp, mọi người đều chỉ định em. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một chút cười yếu ớt. Bái bái của anh hiện tại là nữ vương điểm tâm ngọt nổi tiếng. Đúng rồi, nhớ rõ yêu cầu của lão công Lý Thục Phân tăng lương, đỡ cho bọn họ áp bức em. Nàng vất vả như vậy, tăng lương là chuyện hợp tình hợp lý. Yên tâm, Thục Phân thực sự chiếu cố em, nàng có công lớn thay em, tranh thủ quyền tự chủ tác phẩm, mặc kệ em nghĩ ra sản phẩm mới gì, ông chủ nhỏ vĩnh viễn chỉ có thể gật đầu. Được, vậy là tốt rồi, gần đây tuyết bắt đầu rơi ở London, muốn hay không đón Giáng sinh ở Anh, bằng hay không sang năm anh mới trở về Đài Loan được, em không có cơ hội khác đâu. Nhưng là người ta không muốn rời nhà, nàng bắt đầu ai oán. Biểu tình dãy dụa của nàng chọc cười hắn, một cỗ ý niệm muốn hôn nàng xuất hiện trong đầu hắn trở nên mãnh liệt. Có nhớ anh hay không? Hắn khàn khàn hỏi. Nàng dùng sức gật đầu. Rất nhớ. Anh cũng vậy, rất muốn sờ vào mặt của em. Hắn kìm lòng không được đưa tay về màn ảnh trước mặt, chạm vào nàng ở bên trong. Hay không có cái cảm giác mềm mại, đáng giận, thật sự là tra tấn con người mà. Đột nhiên, ngụy Tuyển Triệt nhìn đến báo hoa hồng phía sau nàng. Đó là cái gì? Cái gì là cái gì? Nàng khó hiểu. Hoa hồng ai đưa vậy? Hắn thanh âm chặt chẽ, đồng nghiệp đưa, trước tiên là nói trước của em. Em cùng hắn chỉ là đồng nghiệp thôi. Nếu chỉ là đồng nghiệp, hắn vì sao lại đưa hoa hồng cho em? Nói mau, hắn có phải hay không đang theo đuổi em? Hắn mang theo tức giận nói, không thể nào, em cũng không phải là loại mỹ nữ. Hắn, hắn cảm kích em ngày đó giúp hắn làm mềm một. Em không phải chị phụ trách bộ phận món điểm tâm ngọt sao? Lão công của Lý Thục Phân làm sao có thể áp bức em như vậy? Thực sự là cái vương bác đản. Hắn mau chóng điên tức nói. Anh bình tĩnh một chút, trước hết nghe em nói đã. Hôm đó ông chủ nhỏ bị cả mạo. Anh ấy không thể mang theo vi khuẩn bên người đi làm bánh đi. Hơn nữa đồng nghiệp kia là mới tới, rất nhiều công việc không có quen thuộc. Nhưng những đầu bếp khác đều có chuyện tình cảm của riêng mình. Em lại vừa vặn rảnh, cho nên liền thuận tay giúp anh ta lan bột một tí. Ngụy tuyển triệt vẫn là khó chịu, hơn nữa trực giác nam nhân nói cho hắn biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Lương tử bái không hề biết đối với thứ thuộc về chính mình, nam nhân tuyệt đối không cho phép người khác mơ, nghiêm trọng xâm phạm đến quyền sở hữu của hắn. Cho dù đó là cảm kích, vì sao cố tình đưa hoa hồng nhưng là hoa hồng kiều diễm? Nếu cái đó gọi là cảm kích, đầu của ngụy tuyển triệt, hắn liền cho mọi người chặt làm ghế ngồi. Anh không cần tức giận, em sẽ mang nó bỏ xuống, anh không thích, em cũng không cần. Nàng vội vàng chấn an. Hắn lửa giận cuối cùng cũng thoáng bình phục một chút. Đáng giận, trước kia hắn ở bên người nàng, căn bản không ai dám tới gần nàng một bước. Càng đừng nói là đưa hoa, như thế nào hắn mới bước ra nước ngoài mấy tháng, hoa hồng đỏ liền xuất hiện ở nhà. Đáng giận, tâm tình ngụy tuyển triệt bị phá hư hết, hắn ói ra một mồm đầy khí. Nhìn thời gian nói, anh muốn đi học rồi, mấy ngày gần nay có vài bản báo cáo cần đuổi kịp, nếu anh không đăng nhập em cũng đừng chờ anh, Nhớ rõ lời anh ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, biết không? Biết rồi, tạm biệt. Hắn vội hôn một ngụm ở trước màn hình, chợt tắt đi chat webcam. Lần này Lương Tử Bái nhìn màn hình đen nghiền nghịt, cảm thấy trong lòng buồn bã không thôi. Ngày lễ Giáng sinh chất tiệt này, mỗi năm có một ngày lễ Giáng sinh. Năm nay cư nhiên trùng ngay kỳ nghỉ cuối tuần. Trên đường lớn người kiến hết chỗ, cửa hàng đông đúc như lễ hội. Trong suốt tuần qua, Lương Tử Bái đều ở tại phòng bếp vội vàng chế tác đồ ngọt lễ Giáng sinh, có giới hạn. Thường thường sau khi bánh được đưa ra, người tiêu thụ điên cuồng xông lên giành lấy, số lượng trong nháy mắt tăng vọt. Nàng cảm thấy chính mình giống như người không ngừng đẩy các tảng đá lớn trong thần thoại Hy Lạp, mỗi ngày đều phải chế tác đồ ngọt với số lượng ngày càng tăng, không ngừng lặp đi lặp lại. Mau mệt chết. Bất quá, ở đó mệt chết cũng vậy thôi. Nàng đỡ phải khi rảnh rỗi lại nhớ đến người yêu ở nước ngoài, trong lòng sẽ cảm thấy cô đơn. Đi, tự bái, Mọi người cùng nhau đi ăn chơi cả đêm Dù sao ngày mai cũng là hàng nghỉ Không có chuyện gì đâu Không được đâu các cậu cứ đi chơi vui vẻ Nàng khéo léo từ chối lời mời chơi của đồng nghiệp Từ bái Nhiều người đi mới náo nhiệt Được rồi được rồi Bái bái nghĩ không muốn đi thì không nên miễn cưỡng nàng Lý Thục Phân ở trước mặt mọi người nói Không muốn lương từ bái phải khó xử Cười mờ ám đối với nàng Nháy mắt vài cái là xong rồi Mau về nhà nghỉ ngơi đi Lương tử bái buồn bực, nhìn không thôi, Tuy rằng, tuy rằng quen biết nhiều năm như vậy, nhưng thời điểm Lý Thục Phân phản ứng, nàng thực sự không hiểu. Mắt của cậu không thoải mái à? Bụng của mình mới không thoải mái. Hay xem ra ám chỉ xem không hiểu, đi mau đi, mình sắp chết đói rồi, cậu mau chạy nhanh về nhà cho mình đỡ phải trướng mắt. Kẻ ngốc vẫn chính là kẻ ngốc. Lương Tử Bái thực sự không hiểu Lý Thục Phân, tiếp theo bá vai mang theo chiếc túi nhanh chóng rời đi. Hiện tại nàng thầm nghĩ mau mau về đến nhà, tắm rửa bằng nước ấm, sau đó lặng lặng nằm trên giường suy nghĩ về người nào đó. Từ ngày đó ngắn ngủi chết webcam trở về sau, nàng cũng chưa thấy ngụy tuyển triệt, không biết hắn thật sự bẩn rộn nhiều công việc, không có thời gian để ý đến nàng hay vẫn là đang tức giận. Nàng không phải là cố ý muốn suy nghĩ miên man, thật sự là không khí kết thúc buổi chết webcam ngày hôm đó, quả thật không được tốt lắm, cho nên hắn mới có thể cho rằng như vậy. Hiện tại thời gian ở nước Anh chắc là buổi chiều, không biết hắn có ký túc xá hay không. Lương Tử Bái muốn thử thời vận chân bước nhanh lên, tốc độ về nhà nhanh hơn, tiến vào trong phòng, liền khẩn cấp mở máy tính. À không có online nha, nàng đơn giản đưa chân lên ghế ngồi, đầu gối về quanh chính mình, ngây ngốc chờ đợi hơn nửa tiếng. Quên đi, hắn cũng đã nói gần đây công việc bận rộn, cũng đừng quấy rầy hắn. Đợi hắn đăng nhập không được, nàng dầu dĩ thở ra một hơi. Kéo túi trở về phòng, cảm thấy mệt dã rời, cởi sạch quần áo trên mình bước vào phòng tắm sau khi thân thể được thải lỏng bằng cách tắm rửa bằng nước ấm nàng có điểm giống như hơi đói nàng cột nút áo choàng tắm lại sau đó bước đến phòng tắm đi đến nhà bếp muốn làm cái gì đó cho chính mình ăn đột nhiên nàng mơ hồ nghe được vài âm thanh bất thường bản năng dừng lại động tác thanh âm hình như là cửa ra vào phía trước truyền đến nàng vội vàng đóng cửa tủ lại trở về phòng lấy cây gậy đánh bóng bàn bằng gỗ mà ngụy tuyển triệt trước kia ở nước ngoài chuẩn bị cho nàng sau đó bước chân rón xén đi đến cửa ra vào. trời ạ, cư nhiên có người dám mở cửa nhà nàng. nhịp tim lương tử bái bắt đầu tăng tốc. và giây tiếp theo, nàng liền thấy cửa mở. tiếp theo đẩy vào, nàng quát to một tiếng, đồng thời cây gậy đánh không ngừng. bái bái mau dừng lại. nhưng lương tử bái không kịp thu tay lại, cây gậy đã bay ra phía trước. nhưng may mà nó gặp phải cái bắt tay trên cửa, sau đó được để xuống đất, phát ra một tiếng vang thùng thùng nàng nghẹn họng chân chối nhìn nam nhân trước mặt là anh ngụy tuyển triệt anh chàng lộ ra một chút bất đắc dĩ tự dễu cười khổ may mắn mà thần kinh vận động của hắn tốt lắm đúng lúc công kích kịp thời bằng không trúng một đòn của nàng hắn không vào bệnh viện mới là lạ anh anh như thế nào lại trở lại hốc mắt luôn từ bái đỏ lên và giây tiếp theo nàng bỗng nhiên vươn ra hai tay tiến lên ôm chặt lấy hắn nhà thật là sức mạnh Ngụy Tuyển Triệt suýt nữa không khỏi rung động bởi lực đạo của nàng. Con gấu túi này, em có muốn buông ra hay không? Không muốn. Lương Tử Bái chỉ sợ đây là ảo giác, một khi buông hắn ra sẽ không thấy hắn đâu. Được rồi, không muốn thì không buông. Ngụy Tuyển Triệt nhận thức, cũng may mà hành lý chỉ là một cái ba lô mà thôi. Hắn nghiêng người ôm thân nàng, một chân xuất khí đá cửa ra, hai chân đá văng chiếc giày phót ở phía dưới, tiêu sái đi nhanh vào nhà, sau đó hướng ghế sofa phòng cách ngồi xuống vẫn là ghế sofa trong nhà thoải mái hơn, ngồi ghế dựa trên máy bay không tốt như vậy. Và hiện tại, hắn phải xử lý một chút với con mèo nhỏ đáng yêu, đang khóc vì vui mừng, nằm trong lòng hắn. Bái bái, thấy anh ở ngàn dặm xa xôi từ nước anh trở về đây, em không phải hẳn là ngước mặt lên, cho anh nhìn em sao. Nhưng mà nàng đang khóc, bộ dạng thật xấu xí. Nàng kháng cự, mặt vẫn chôn trong lòng của hắn, Em không ngước mặt lên, anh làm sao mà hôn em đây? Em có biết hay không, anh trên đường đều suy nghĩ, nếu sớm thấy em có từng bước, anh có thể thật thật hôn em, không bao giờ nữa. Anh chưa nói anh sẽ trở về. Nàng lau nước mắt ủy khuất nói, nếu nói thì không còn là kinh hỉ rồi, hơn nữa hắn có thể không trở về sao? Hắn mới rời đi không bao lâu, cư nhiên sau lưng còn có người tặng bông cho nàng, hơn nữa khi hắn gọi điện thoại cho cơ sở ngầm tìm hiểu chân tướng sự việc, nữ nhân lý thuộc phân kia lại ăn nói sinh động như thật. Như thế nào hắn có thể chịu làm không khí? Nếu hắn không trở về bảo vệ chủ quyền, chờ đến ngày đó lấy được học vị, chỉ sợ lão bà của hắn cũng chạy đi mất. Ngụy Tuyển Triệt đang muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để nói bao lời thương nhớ nàng, ngay trong lúc này, bụng của người nào đó phi thường phá hoại cảm xúc, phát dầm thành đói bụng, cô lỗ cô lỗ, bầu không khí lãng mạn biến mất. Hắn nhè mắt lại, hiện ra nụ cười tinh quái, dùng tiếng nói mềm nhẹ trầm thấp dán vào bên tai nàng hỏi. Lương tử bái, em lại không nghe lời anh, ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, phải không? Vừa dứt lời, còn không quên hướng lỗ tai mẫn cảm của nàng, dừng tặng thổi một hơi miễn phí. Sợ hãi, nguyên lai giống to, kêu to không phải là việc khủng bố nhất, chân chính lợi hại là cái này. Vừa ôn nhu, vừa mang theo sát khí chưa từng có, làm người ta sợ hãi. Lương tử bái trột dạ lui cổ lại, không được cười gượng, hắc hắc anh sẽ đòi nợ hôn sau, anh đi thay quần áo đây, anh cũng đói bụng rồi. Hắn sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình. Vậy mà còn nói nàng không ăn cơm đúng giờ, chính hắn cũng không phải giống nhau sao? Tại sao lại quy định châu quan phóng hỏa lại không cho dân chúng đốt đèn? Ngụy tuyển triệt căn bản là một ông quan tà ác, nhưng nàng lại chính là yêu ông quan tà ác này. Sau khi thưởng thức bánh gạo Hàn Quốc cùng với bánh mận, bụng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuyệt quá à bởi vì vội vàng trở về ngụy tuyển triệt chỉ kịp cầm lấy một bộ quần áo bỏ vào trong túi bỏ chạy đi đáp máy bay trong nhà khăn mặt có chính là thiếu bàn trải đánh răng cùng với dao cạo dâu khó có được cơ hội sắm vai săn sóc bạn gái nhỏ lương tử bái nhảy nhót chạy đến cửa hàng tiện lợi mua bàn chải đánh răng cùng dao cạo dâu mới nhưng sau khi đi được một đoạn đường nàng bỗng dưng lại kêu to a quên mua một thứ rồi cái gì hắn mở túi nhựa ra xem có bàn chải đánh răng giao cậu dâu, rốt cuộc thiếu cái gì? Ở chỗ này chờ em một chút, em lập tức quay lại. Anh đi cùng với em. Không cần, anh ở chỗ này chờ em một chút. Nàng vẫy vẫy tay, không cho hắn đi cùng, xoay người chạy thùng thùng trở lại cửa hàng tiện lợi rồi mua bàn chải đánh răng kia. Thật không biết nhà đầu kia đang làm cái quỷ gì đây. Hắn cười cười đứng chờ nàng ở phía trước. Một lát sau, nàng một đường chạy trở về, giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh nhảy ra trước mặt hắn, sau đó vạn phần vui vẻ, lấy trong túi áo ra hai cây kẹo mút. Đây nè, kẹo mút hoa quả. Nàng vui vẻ mở giấy gói ra, khẩn cấp đưa cây kẹo mút vị nho vào miệng hắn. Cây kẹo mút thứ hai, vị dâu tây đưa vào miệng mình. Hắn nhíu mi, em đừng nói với anh đây là lễ vật ngàn dặm xa xôi trở về của anh đó nha. Hậu, Em đều cho anh ăn kẹo mút rồi, như thế nào miệng lại còn không ăn ngọt như vậy? Nàng chu miệng tà nghẽ, liếc mắt một cái nhìn hắn, còn bứng mình xoa bóp hai má của hắn. Không ngọt, ai nói, hắn chỉ kém không bị kẹo mút trong miệng, làm ngọt cho đến chết. Làm sao em biết không ngọt, không tin em nếm thử xem. Hắn đem miệng mình đưa đến trước mặt nàng, vui vẻ há miệng ra, miệng hắn nhô ra rất giống con bạch tuộc, vừa mới tái chế. Chọc nàng buồn cười, vừa cười vừa né tránh miệng của hắn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu to. Anh thật chán ghét, ngụy tuyển triệt, anh tốt lắm. Em biết miệng anh ngọt như vậy, như vậy có thể đi. Nàng vừa cười không quên cầu xin tha thứ. Không thể, bạn không anh muốn như thế nào. Hắn cũng thật sảng khoái, tựa đưa tay chỉ vào môi của mình. Hai má nàng phiếm nóng, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thừa dịp bốn bề vắng lặng, bay nhanh đến hôn hắn một ngụm. Ừ, quả nhân thật ngọt. Thật sự, như thế nào anh lại cảm thấy miệng em không ngọt? Lại đây anh nếm thử. Thử thử cái đầu của anh ấy. Ngụy Tuyền Triệt bắt đầu tiến lại gần. Tử bái nhanh tay lại mắt, lấy cái kẹo mút nằm trong miệng của mình. Vốn muốn đưa vào miệng hắn cách ba tốc, làm cho hắn anh một cái. Không nghĩ tới trượt tay, kẹo mút cư nhiên liền như vậy, đưa vào lỗ mũi hắn. Mồm há hốc. Ngụy Tuyền Triệt đưa hai tròng mắt khép lại thành một đường nhỏ nguy hiểm, ánh mắt tràn ngập sát khí, chừng mắt nhìn đầu sỏ gây ra. Lời nói cảnh cáo khó khăn từ trong miệng phun ra. Lương tử bái. Lương tử bái ném chứng cấu xuống, không nói hai lời, liền một trận điên cuồng chạy đi. Đứng lại, em có đứng lại cho anh không? Lương tử bái, anh gọi em đứng lại, em có nghe hay không? Đương nhiên là nàng nghe được, nhưng chỉ có đứa ngốc mới đứng lại. Lương tử bái cũng không có quay đầu lại, một đường chạy như điên trở về căn hộ. Bởi vì sợ bị hắn bắt quả tang, tử hình ngay tại chỗ, ngay cả thang máy nàng cũng không dám sử dụng, sức khỏe thân thể cực hạn, một tiếng chống làm cho tinh thần nàng hăng hái hơn, liền đi thẳng trở về lầu 12. Cửa vừa mở ra, hai chân nàng như nhũn ra, bắt đầu thở hồng hộc, lập tức ngã xuống ngồi dưới sàn nhà. Diều ngu ngốc, nhưng chỉ lần này, nghĩ lại hình ảnh nàng vừa mới đưa kẹo mút vào mũi của Ngụy Tuyền Triệt, nàng liền nhịn không được, khen khách cười, cười đến ứa cả nước mắt. Không khác biệt nửa phần, Ngụy Tuyền Triệt cũng đuổi trở về, giống nàng bước vào trước cửa liền sự lơ ngồi dưới đất thở hồn hển ngay nửa câu cũng không mắng nổi sau một hồi em bị bệnh à tại sao bảo chạy vậy hại hắn cũng đi theo nàng chạy đến 12 tầng lầu ai bảo anh đuổi theo nàng cũng thực ủy khuất à? em chạy đương nhiên anh phải đuổi theo hắn tức giận cãi lại hai người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy đối phương thật ngu ngốc chính mình còn ngu hơn tóm lại cả hai đều là kẻ ngốc thật là đáng tiếc Lương tử bái tiếc nuối nhìn cây kẹo mút trong miệng hắn. Kẹo mút của nàng cũng chỉ mới ngậm được mấy phút, kết quả là vừa mới bị hắn dọa nên vứt đi rồi. Và thứ sáu ngụy Tuyển Triệt vừa chấm dứt chuyến đi công tác 4 ngày ở châu Âu, vừa mới trở lại biên giới, ngay lập tức vào công ty mở vài cuộc họp hội nghị quan trọng. Hắn năm nay 25 tuổi, sau khi ra sức học hành tốt nghiệp đại học, lấy được học vị thạc sĩ. Sau khi trở về nước, lập tức trở thành người nối nghiệp chính thức của tập đoàn Ngụy Thị, trở thành phó tổng điều hành trẻ tuổi nhất của tập đoàn. Mặc dù trước đây hắn sớm đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty, nhưng lúc ấy vẫn chưa có danh hiệu chính thức, chính là lấy thân phận trợ lý đặc biệt đi theo bên người thư ký làm thực tập, cho nên lần này biểu hiện tiến vào hệ thống sự nghiệp của tập đoàn đều phá lệ hấp dẫn chú ý của mọi người. Không hổ danh là người nối nghiệp từ nhỏ, được bồi dưỡng giáo dục tinh anh, ngụy tuyển triệt vừa mới bước vào liền khiến cho ngành buôn bán của tập đoàn rực rỡ lên hẳn cuối năm ngoái tình trạng tập đoàn thực hiện toàn bộ tỷ lệ phần trăm mà lúc ấy hắn chỉ mới tiến vào tập đoàn không quá ba tháng thành tích như thế làm cho cả nhóm trưởng bối đối với rất nghi ngờ không thừa nhận cũng không được tiểu tử này thật có chút tài năng được rồi tôi đã biết chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi tôi sẽ cho người mau chóng đem mặt hợp đồng qua uông tổng cảm ơn ông tắt điện thoại ngụy tuyển triệt lập tức đưa văn kiện cho thư ký trần thư ký ký hợp đồng với khải phương mau chóng chuẩn bị nếu không có vấn đề gì tuần sau liền chuẩn bị ký hợp đồng dạ phó tổng ngụy tuyển triệt cũng không có ngẩng đầu lên liền phân phó tiếp tục tiêu hóa chất đống công việc mấy ngày qua hiệu suất tăng cao làm cho trần thư ký ở một bên nhịn không được phải lại xuống kính thờ hắn trời ạ à, thần lực phó tổng như thế nào lại tốt như vậy sau khi đi công tác 4 ngày trở về, hắn hồn nhiên như không có vấn đề gì. Cả người còn thần thanh khí sảng, thậm chí tinh thần hưng phí. Mở vài cuộc hội nghị, hiện tại xem xét tài liệu, thật là làm sao cho người ta há hốc mồm. Vài đồng nghiệp cùng đi công tác với hắn, buổi chiều giả bộ xin về nhà sớm nghỉ ngơi, chỉ có một mình phó tổng ở lại nơi này làm việc. Nhưng sự nghiệp chỉ là nhất thời, sức khỏe mới là lâu dài. Thân là một thư kế tốt, hắn hẳn là phải nhắc nhở phó tổng nghỉ ngơi mới phải. Phó Tổng, ngài có phải hay không hôm nay hẳn là về nhà nghỉ ngơi sớm một chút? Chờ tôi xem hết tài liệu đã, giúp tôi lấy một ly cà phê. Phó Tổng, thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Ngụy tuyển triệt dừng động tác, xem xét tài liệu. ngẩng đầu nhìn thư ký liếc một cái, biểu tình ngày thường nghiêm túc đột nhiên mỉm cười. Tinh thần Trần Thư Ký bỗng nhiên có một trận sợ hãi, bất an nói. Thật xin lỗi tôi chỉ cảm thấy nhiệt tình đối với công việc là chuyện tốt, Tuy rằng bây giờ phó tổng còn trẻ, thân thể khỏe mạnh cũng rất quan trọng. Anh nói chuyện phong cách giống người vợ hiền nói. Có nghĩ muốn theo tôi cùng một chỗ, tôi sẽ mua biệt thự, xe hơi. Anh muốn cái gì tôi toàn bộ có thể tặng anh. Hắn nháy mắt mấy cái, ngôn ngữ chế nhạo hỏi. Cái gì? Trần thư ký há hốc mồm. Cùng hắn ở một chỗ. Trời ạ, phó tổng không phải là muốn chơi Brock Bergman. Đây là một phim mỹ về tình yêu giữa hai chàng cao bồi. Không đâu, hắn là nam nhân có cá tính bình thường, cũng có muốn kết giao với bạn gái nhiều năm, hắn mới là không cần phó tổng làm loạn. Nhìn biểu hiện thành thật đầy sợ hãi tới mức nghẹn họng, nhìn chân chối của Trần Thư Ký, tâm tình đùa dai của Ngụy Tuyển Triệt hoàn toàn thỏa mãn. Hắn thoải mái cười ha hả, biểu hiện kinh hách của anh thật kinh điển. Kinh điển? Hậu, phó tổng cầu xin ngài đừng chơi trò đùa này, trái tim tôi không tốt. Dùng 10 ngón chân của anh suy nghĩ một chút, cùng một chỗ với anh à, tôi cũng không cần. Tôi đã biết Phó Tổng, bề hiện công tác của ngài rất khá, nhưng tình cảm chưa có tiến triển bởi vì ngài vẫn chưa có tình cảm luyến ái gì cho phu nhân mới có thể. Phu nhân nói không kể, không xong rồi. Phu nhân, ngụy Tuyển Triệt nhướng mi, mẫu thân của tôi lại gọi đến cha hành tung của tôi. Chính là hỏi ngài có phải hay không hôm nay về nước... Từ sau khi Ngụy Tuyển Triệt trở về Đài Loan, bắt đầu tiến vào công tác của tập đoàn, Mẫu thân của hắn liền thân thiết lo cho đại sự trung thân của hắn. Mỗi lần về nhà gặp mặt, cách nhau bà cầu cũng không rời cưới vợ sinh con. Vấn đề chính là hắn có kế hoạch của hắn, các bước của mình. Hắn không muốn mẫu thân can thiệp đến hắn, đành phải dùng công tác viện cớ tránh né nàng. Không nghĩ tới hiện tại nàng lại trực tiếp rõ ràng đích thân đến công ty. Có mẫu thân như thế này, đau đầu quá. Phó tổng phu nhân hy vọng về sau mỗi ngày đều đem lịch trình của ngài cho bà xem qua. Vậy thì mau chuẩn bị cho tốt, cho bà một phần đi, tuyệt đối phải thực thú vị, biết không? Cái gọi là thực thú vị, tốt nhất chính là bận rộn, Trần Thư Ký hoàn toàn hiểu được ý tứ của chủ mình. Dạ. Ngụy Tuyển Triệt nhìn xuống đồng hồ vì không muốn những cuộc gọi liên tiếp chết người của mẫu thân. Hắn tốt nhất là chui đầu vào lưới trước, nhìn xem mẫu thân hắn muốn diễn như thế nào thì diễn. Tốt lắm, tôi quyết định nghe theo lời đề nghị của thư ký trung thành, tan ca sớm. Tài liệu này trước hết cứ để trên bàn tôi đi, ngày mai tôi lại tiếp tục xem. Rời công ty, Ngụy Tuyền Triệt trực tiếp đưa xe trở về biệt thự Ngụy gia. Thiếu gia Triệu tiểu thư vừa đến. Thời điểm quản gia mở cửa, vụng trộm nói nhỏ với hắn, lại là Triệu Ngọc Phân, lần trước là nàng, thứ hai cũng là nàng, lần trước nốt cũng là nàng. Xã hội thượng lưu Đài Loan không còn nữ nhân khác sao? Nếu không, mẫu thân làm chi thế nào cũng phải đem hắn cùng với phụ nữ ngớ ngẩn đó thành đôi. Tôi biết rồi. Sau khi đem hành lý công tác đưa cho quản gia, Ngụy Tuyển Triệt cất bước vào nhà. Mẹ, con đã về. Tuyển triệt ca anh đã về rồi, đi công tác có vất vả hay không? Triệu Ngọc Phân dẫn đầu đi trước vọt tới trước mặt hắn. Triệu Ngọc Phân ra nước ngoài học lăn lộn, cuối cùng cũng hé được cái bằng đại học. Thân thể rõ ràng đẫy đà không ít, hamburger nước Mỹ thật sự đóng góp công không ít. Tuyển triệt con như thế nào hiện tại mới trở về nước, không phải chuyến bay vào buổi sáng sao? Ngọc Phân người ta vì muốn chào đón con trở về nhà, chờ con trong nhà đã lâu. Bất quá là đi công tác 4 ngày thôi, cần tốn công tốn sức chờ đó, trở về nhà sao? Còn trực tiếp về công ty bởi vì có mấy các hội nghị quan trọng cần tham dự. Hắn đẩy tay Triệu Ngọc Phân ra, chuẩn bị đi lên lầu. Trời ạ, à, tuyển triệt ca, anh chưa kịp nghỉ ngơi liền đến công ty họp, làm việc như vậy thân thể sẽ bị phá hư. Giờ thật sự là đáng sợ mà. Đáng sợ à? <laughs> Sai giờ so với hắn mà nói cũng không đáng sợ, Triệu Ngọc Phân muốn gả cho hắn mới đáng sợ. Tuyển triệt, Buổi tối mẹ cùng ba ba con tham dự yến tiệc, mẹ nghĩ con nên mang Ngọc Phân tìm một nhà hàng tốt ăn một bữa ngon, vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau. Ôn Như Mai nhiệt tình đề nghị, "Con không có rảnh, con chỉ trở về nhà tắm rửa một cái, buổi tối có xã giao." "Xã giao? Như thế nào Trần thư ký không có nói?" Ôn Như Mai có chút không vui, "Cái kia không quan hệ, Ngọc Phân có thể đi cùng con, nàng học ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, tiếng Anh nhất định lưu loát." "Mẹ, con là đi bàn bạc bà công tác, không phải là đi chơi." Hắn không nề mặt tăng thêm ngữ khí nói. Ô như mai bị ngắt lời, thế này mới ngoan ngoãn cầm miệng. Không có biện pháp, bà vốn cùng con không có tiếp quá gần, luôn cảm thấy mẹ con hai người luôn có khoảng cách. Theo con càng ngày càng lớn lên, bà không thể can thiệp đến công việc của hắn. Mỗi lần chỉ cần hắn nghiêm mặt xuống, bà liền sợ hãi. Liếc mắt mẫu thân cùng Triệu Ngọc Phân, Ngụy Tuyền Triệt đi thẳng về phòng, cởi quần áo đi vào phòng tắm, sảng khoái tắm rửa, sau khi chuẩn bị xong, hắn mang theo chìa khóa đi xuống lầu. Khuôn mặt ôn như mai tươi cười tiến lên với hắn. Tuyển triệt, dù sao con cũng phải xuống núi, không bằng tiện đường đưa Ngọc Phân về nhà đi. Ngụy tuyển triệt đưa mắt liếc mẫu thân một cái, thật sự là chưa từ bỏ ý định. Vô luận như thế nào chính là phải đem bọn họ cột chung với nhau mới được, cho dù được vài phần cũng tốt. Trong lòng hắn cảm thấy phiền chán, từ chối cho đi ý kiến, đi về phía gara còn lại triệu ngọc phân cũng được ngụy mẫu ủng hộ như con chim đi theo phía sau hắn tuyển triệt đại ca bụng người ta cảm thấy đói chúng ta có thể hay không đi dùng bữa tối sau đó anh đưa em về nhà thật có lỗi tôi không kịp rồi đến không kịp à như vậy tốt lắm chúng ta liền trực tiếp đến hẹn cùng với đối tác đầu tư nước ngoài anh cứ bàn bạc bà công tác em có thể chờ anh chờ sau khi bàn bạc xong em lại cùng anh đi ăn tối nàng tận lực biểu hiện khéo léo lại ôn nhu ngụy tuyển triệt đưa môi cười điều này có vẻ khá xấu hổ vì không muốn chậm trễ thời gian dùng bữa tối của cô hắn đưa tay ra hiệu trần thúc chờ lâu ngay lập tức tiến tới trần thúc phiền chú lái xe đưa triệu tiểu thư về nhà tại sao có thể như vậy nhưng là rõ ràng gì bảo anh đưa em về nhà nàng lôi kéo hắn không tha ngụy tuyển triệt không đợi ý tới trần thúc phiền chú sau khi bỏ lại những lời này, hắn ngồi trên xe của mình, khởi động động cơ tăng tốc đi, đem Triệu Ngọc Phân giao cho Trần Thúc. Sau khi xe xuống núi, trực tiếp lái xe đến cửa hàng bánh, nơi lương tự bái làm việc. Ngụy Tuyển Triệt nhìn xuống đồng hồ trên tay, còn có điểm sớm, nàng không có tan tầm nhanh như vậy. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp tới cửa, đem người bắt đi, nhưng nàng nhất định không vui, không vui vẻ, nàng sẽ cấm hắn đến tìm nàng. Cho nên, vì muốn làm cho nàng vui vẻ, hắn vẫn là ngoan ngoãn chính mình tìm việc gì để giết thời gian. Chờ thời gian tan tầm đến, hắn xuất hiện trước mặt nàng. Đúng rồi, lúc trước nghe được Trần Thư Ký cùng bạn gái nói chuyện điện thoại, hình như nghe nói gần đây, ở một cửa hàng trái cây phong cách Nhật Bản, điểm tâm không chỉ có phong cách độc đáo, hương vị lại cực kỳ ngon. Không bằng hắn thừa dịp hiện tại, đi mua vài cái cho con mèo nhỏ trong lòng nếm thử. Hắn gọi điện thoại cho Trần Thư Ký, Bất quá tên kia cũng thật sự là các tên trời đánh, nói rằng không biết địa chỉ, chỉ đại khái cho hắn một khu vực, không có biện pháp, hắn đành phải xuống xe chính mình chậm rãi tìm kiếm. Sau khi đem xe dừng lại ven đường, Ngụy Tuyền Triệt xuống xe, đi dọc theo phương hướng Trần Thư Ký nói, đầu tiên rẽ vào một ngõ hẻm, sau đó hướng hai bên tìm kiếm. Ban ngày có lẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng hiện tại bây giờ trời sắp tối, hắn đi một hồi hơn nửa vòng, vẫn không thu hoạch được gì. Kỳ quái, không phải là gần đây sao? hắn muốn gọi điện thoại cùng trần thư ký xác nhận một lần không hề nghĩ tới tình trạng tín hiệu không có xuất hiện thật sự là gặp quỷ hắn không kiên nhẫn mắng một câu đưa điện thoại vào trong túi đột nhiên ánh mắt sắc bén của hắn phát hiện một mảnh ánh sáng bên tay trái có vẻ phát ra từ ngõ nhỏ kia hình như xuất hiện một cửa hàng trái cây hư hư thực thực kiến trúc tòa nhà chật trội ánh sáng hơi hơi xuyên qua một cửa hàng trong đó vào ban đêm phát ra ánh sáng màu lam nhạt hấp dẫn ngụy tuyển triệt đi tới hắn lập tức nâng bước chân rẽ vào trong ngõ, thẳng tắp đi đến cửa hàng hơi lộ ra ánh sáng. Thật sự khá bí mật, mở một cửa hàng ở đây thật không dễ dàng. Tuyển triệt đi vào trong cửa hàng, phát hiện hàng rào bằng gỗ xây xung quanh quầy tính tiền, phía sau có một tấm vải màu xanh sẫm, che lớn. Trang trí khá cổ quái so với cửa hàng trái cây trong tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không giống nhau. Trong lòng cảm thấy buồn bực, lúc này tiếng bước chân từ phía sau màn tre, loáng thoáng truyền ra. Hắn vội vàng mở miệng, Xin hỏi đây là bà chủ sao Hì là tôi đây Tiếng nói nữ nhân mang theo thanh âm dày đặc Nhưng nghe không được là người của địa phương nào Bà chủ thật kỳ lạ Ẩn đằng sau tấm màn không chịu đi ra Điều này làm cho thói quen nói chuyện Mặt đối mặt của Ngụy Tuyển Triệt Đành phải di chuyển thân mình Cố gắng nhìn thấy bộ dáng của bà chủ Mặc kệ là hắn đưa lưng thấp đến cỡ nào Chính là không thể theo cả vạt Thấy một manh mối chỉ nhìn thấy một đôi giày trắng nõn từ phía trong đưa ra quên đi bỏ cuộc thôi bà chủ tôi nghĩ muốn mua một vài thứ trái cây có thể hay không cho tôi xem mục lục trái cây đó là cái gì cô không phải là đây bán trái cây sao là hiệu cầm đồ nữ nhân tức giận nói tên cửa hàng không phải là chữ viết thật to trên đó sao không xong sắc trời bắt đầu tối hắn căn bản không chú ý tới tên cửa hàng liền đem hiệu cầm đồ nhận thức lầm trở thành cửa hàng trái cây thật có lỗi tôi đã lầm thời điểm ngụy tuyển triệt muốn xoay người rời đi thành ông cổ quái của nữ chủ nhân gọi lại nếu anh đến đây nhất định là có nhân duyên tôi liền cho anh cầm bà chủ tôi không có thiếu tiền cũng không có cái gì để cầm hắn lịch sự khéo léo từ chối nơi này không lấy đồ vật chỉ lấy bí mật ở phía dưới màn cánh tay trắng nõn đưa ra hai bản hợp đồng cầm đồ đây là giấy để viết một cái là biên lai lưu giữ cho anh còn cái khác viết xong đưa đến cửa sổ gõ chân tường là đến ngay không lấy đồ vật chỉ lấy bí mật. Ngụy Tuyền Triệt tiến lấy trang giấy, chỉ thấy trên trang giấy viết: Đừng có đánh giá thấp tôi, tôi là người chuyên môn thu thập bí mật, chỉ cần anh nguyện ý cầm bí mật, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của anh. Còn lại ở phía dưới là người cầm, bí mật cầm, nguyện vọng thực hiện, ba chỗ đều có khoảng trống điền vào. Nếu bây giờ muốn hỏi Ngụy Tuyền Triệt nếu bây giờ muốn hỏi ngụy tuyển triệt có nguyện vọng gì muốn thực hiện nhất khẳng định chính là cùng lương tử bái kết hôn hắn là người không tin vào thần thánh kỳ thật cũng không tin vào cầm một bí mật có thể đổi được một nguyện vọng nhưng đều đã đến đây coi như là hữu duyên đi hơn nữa gần đây mâu thuẫn hơn nữa gần đây mẫu thân thường xuyên bức hôn thật là làm cho hắn phiền chán nếu ký được khế ước cầm đầu kia có thể đổi lấy an tâm thực hiện nguyện vọng cớ sao mà không làm ngụy tuyển triệt cầm lấy bút hưng phấn viết tên chính mình ở chỗ người cầm về phần bí mật cầm, hắn bắt đầu suy tư một chút, bản năng nhớ tới bí mật lớn nhất của mình, sau đó không chút do dự, viết tới. Tiếp theo, có một nguyện vọng thực hiện viết xuống, cưới lương tử bái làm vợ. Sau khi hoàn thành, hắn vừa lòng quan sát một chút, bảo vào đi. Đúng rồi, nhớ một điều, tuyệt đối không cùng bất cứ kẻ nào nói về bí mật hiệu cầm đồ, chuyện tình. Nếu không cẩn thận nói ra, sự tình luôn luôn vạn nhất, Ngụy Tuyển Triệt không đợi được câu trả lời chậm chạp của nữ chủ nhân, chỉ nghe đến ở phía sau tấm màn xanh truyền đến một tiếng cười thản nhiên, dường như đang nghi ngờ hắn không biết bà chủ. Hắn chán ghét cái cảm giác mặc xanh kỳ diệu này, nhưng mặc kệ hắn kêu như thế nào, cái kia cổ quái thanh âm của nữ chủ nhân rốt cuộc không có đáp lại hắn. Lúc này tiếng điện thoại vang lên trong túi, nói cũng kỳ lạ, không phải lúc trước còn không có sóng sao? Hắn nhấc điện thoại. Phó tổng tôi hỏi được địa chỉ cửa hàng trái cây, hiện tại lập tức truyền cho ngài. Sau một hồi ngụy tuyển triệt nhận được một tin nhắn, đồng thời cũng chú ý tới thời gian tan tầm của lương tử bái sắp tới, hắn vội vàng đi ra cửa hiệu cầm đồ, hướng thẳng đến cửa hàng trái cây mua này mua nọ, đi nhanh trở về xe. Cái cửa hàng gì đâu? Rõ ràng ở ngay phía trước, hại hắn vây vây cả buổi trong ngõ còn đi một cửa hàng cầm đồ kỳ lạ. Hắn lấy ra biên lai like cầm đồ nhìn, trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ điện thoại vang lên hắn nhấn nút nghe phó tổng mua được chưa có khó tìm không đúng rồi tôi có thể hay không nhờ phó tổng thuận tay mua giúp tôi một hộp ngày mai trần thư ký anh là cố ý chọc giận tôi phải không đúng vậy không khó tìm nhưng bởi vì ngay từ đầu anh không có giải thích rõ ràng hại tôi trong ngõ đi đông đi tây kết quả đi lầm đến một hiệu cầm đồ gặp phải một cái bà chủ cổ quái ngụy tuyển chết phút chốc im miệng đáng chết không thể nói như thế nào hắn lại nói ra nhưng là hắn chỉ nói câu đầu liền lập tức im lặng hắn là không sao đi ngụy tuyển triệt không xác định lắm nghĩ hay quên đi mặc kệ nói thì nói hắn cũng không tin bản khế ước cầm đồ nha nhỏ như vậy hé ra lại có thể hủy bỏ cảm tình nhiều năm của hắn cùng lương từ bái cảm tình của bọn họ không có yếu ớt như vậy bất cứ sự tình gì vốn nên dựa vào sức cố gắng của chính mình cảm tình cũng thế nếu đem cái này toàn bộ ký thác trên người thần thánh không khỏi cũng quá mặc danh kỳ diệu hắn cũng không muốn tìm phiền lòng của mình. Phó Tổng, ngài nói hiệu cầm đồ bí mật là cái gì, cái kia cổ quái bà chủ làm sao vậy? Không có việc gì, tôi nói chính là anh nói cái cửa hàng trái cây thật bí mật, hại tôi uổng công, chặn đường oan uổng. Tôi hiện tại đang vội, không có biện pháp trở lại giúp anh mua một hộp, mời anh chính mình tự đi. Ngụy Tuyển Triệt đóng điện thoại, đem hiệu cầm đồ bí mật để qua một bên trong đầu. Tiếp theo khởi động động cơ, ô tô thẳng đến cửa hàng. Một vài phút sau xe dừng đối diện tiệm bánh, hắn nhanh chóng nhấn phím quay số điện thoại. Bái bái, anh đến rồi. Chờ em một chút, em phải thu thập. Lương tử bái nhỏ giọng điện thoại trong tay nàng bị người nào đó đoạt đi. Thục phân đưa điện thoại cho mình. Lý thục phân một tay đẩy lương tử bái ra, cười hì hì, người trong điện thoại kia quả là ngụy tuyển triệt. Ngựa che tiên sinh, anh hại tiểu thư là món điểm tâm ngọt còn không bán hết. Anh nói bây giờ phải làm sao mới tốt nhé. Lại là Lý Thục Phân, người này đặc biệt yêu thích lấy điện thoại của Lương Tử Bái. Không bán hết, ý tứ thật rõ ràng, chính là muốn hắn mua mới thả người. Ngụy Tuyền Triệt biết nghe lời phải, nói, bà chủ nhỏ, sự tình loại này rất đơn giản, phiền toái đóng gói, sau đó đưa đến bộ phận bán hàng của tập đoàn Ngụy Thị, nói là điểm tâm khao thưởng đồng nghiệp tăng ca. Sảng khoái, tôi liền thích anh như vậy. Hai phút sau, Lý Thục Phân phụ giúp đưa lương tử bái ra ngoài, còn vẫy tay đuổi hai người đi nhanh này có tính hay không là một loại tiêu tiền khác. Sau khi đã trải qua một hồi hoan ái vui sướng, Lương Tử Bái sụ lơ nằm trên giường. Thần thái cả người hoảng hốt không ngừng. Nàng nhìn ngụy tuyển triệt, ánh mắt bông lung, liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận thở phì phò. Lười cùng hắn tranh cãi. Này con mèo nhỏ, không thể ngủ nha, em mà ngủ liền xong đời. Bốn ngày nay anh đi công tác hay là đi nghỉ phép vậy? Tinh thần không khỏi quá tốt đi. Đương nhiên là đi công tác đều nhanh mệt chết đi được Nếu mệt mỏi vì sao mà còn than Nàng đột nhiên im miệng không nói Thế nào nói nha anh như thế nào Hắn cố ý trêu tức nàng Nàng càng ngày càng đẹp Trước kia nàng chính là một cô gái hồn nhiên Hiện tại đã trưởng thành Trở thành một người tràn ngập hương vị của một tiểu nữ nhân Tào nhã mà mê người Mỗi lần chỉ cần lặng lặng nhìn nàng Cả người hắn đều hiểu rằng Cả cuộc đời này hắn không thể bỏ rơi được nàng lần nữa Tuyển triệt, anh như thế nào lại? Nàng cảm giác được giữa thân thể hắn hình như đang dục dịch. Hắn chịu mến sờ đầu nàng, giọng nam nhân khàn khàn. Bái bái, tìm thời gian, anh mang em về nhà cùng ba mẹ anh ăn cơm một bữa, sau đó nói chuyện tình của chúng ta. Mấy giờ rồi? Vừa nghe hắn nói như vậy, theo bản năng nàng nói sang chuyện khác. 11 giờ, hắn tùy ý nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. Trễ như thế này, anh không phải là hẳn trở về đi. Nàng cả kinh đến độ, muốn đẩy hắn ra, Nàng không biết chính mình bị làm sao, có thể cùng hắn thân mật làm tình, cũng không nguyện ý cho hắn lưu lại qua đêm. Chỉ vì nàng không thích ở những dòng chữ này, nàng cũng biết được chính mình mâu thuẫn. Bái bái trả lời của em đâu? Không có được câu trả lời thuyết phục, ngụy Tuyển Triệt sẽ không bỏ qua. Cái gì? Anh nói anh muốn em về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, thuận tình nói chuyện chúng ta kết hôn luôn. Lương tử bái trong lòng ngạc nhiên, có gần gấp vậy sao? Không biết từ khi nào bắt đầu, kỳ thật nàng đối với đoạn tình cảm này có chút lo lắng. Thời điểm lúc ban đầu, mười mấy tuổi nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy, khi đó, thích đơn thuần là dũng cảm, không cần phân biệt địa vị thân phận, nhưng là khi nàng dần lớn lên, ra xã hội công tác mấy năm, nàng cũng dần ý thức được chính mình cùng Ngụy Tuyển Triệt có chênh lệch. Hắn là một thiếu gia, có nhà, có gia thế tốt, mà nàng lại chỉ là một đầu bếp món niềm tâm ngọt bình thường. Tuy rằng nàng có tài, nuôi sống chính mình cũng không khó. Nhưng nếu đem nàng cùng ngụy Tuyển Triệp một chỗ, nhất định sẽ bị người bên ngoài nói rằng là cô bé lợ lem trở thành phượng hoàng. Đôi khi nghĩ đến tương lai, nàng cũng không nhịn được nghi ngờ chính mình. Có thể đi vào cửa ngụy ra sao? Bởi vì không nắm chắc, cho nên hắn không dám nói để bảo vệ tình yêu của bọn họ. Bái bái, chúng ta kết giao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em không muốn cùng anh kết hôn, trở thành vợ của anh sao? Đương nhiên là muốn, nàng thương hắn như vậy, nhưng là anh cảm thấy ngụy tiên sinh và ngụy phu nhân sẽ thích em sao mấy năm mà ngụy ra kỳ thật lương tử bái rất ít khi gặp được ba mẹ của ngụy tuyển triệt phần lớn thời gian bọn họ đều tham gia yến tiệc cùng bữa tối không bao giờ kết thúc ngay cả khi nàng thường đến thư phòng của hắn cũng đều là thời điểm hai vợ chồng bọn họ trở về liền rời đi vạn nhất không kịp nàng sẽ trốn tránh đợi cho cha mẹ hắn rời khỏi phòng khách nàng mới rón rén bước ra ngoài ngụy tiên sinh hoàn hảo nhiều lắm chính là có điểm cứng ngắc có vẻ làm cho nàng áp lực là ngụy phu nhân thời điểm yến hội tổ chức lương tử bái đã từng ở trong nhà xa xa nhìn ngụy phu nhân đối phương nói chuyện có loại ngạo khí cao cao tại thượng đối với người làm rất lạnh nhạt ý thức giai cấp rất mạnh nàng không nghĩ đối phương sẽ thích nàng chúng ta đã kết giao nhiều năm như vậy hơn nữa gần đây mẹ anh luôn thúc giục anh nhanh chóng lấy vợ anh cảm thấy bây giờ là chính là lúc hơn nữa chúng ta đều là thân mật như vậy em chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm đối với anh sao lương tử bái bị lời chọc của hắn làm cho không biết nên khóc hay nên cười vị tiên sinh này làm ơn một chút đi có nam nhân nào yêu cầu nữ nhân phụ trách hơn nữa người bị ăn sạch chính là em á anh là ngây thơ nam nhân nhiều năm khăng khăng qua một mực chỉ yêu một người muốn em chịu trách nhiệm với anh có gì là không đúng anh yêu em nàng nghịch ngợm dương mi vô nghĩa nếu không yêu làm chi lại lãng phí thời gian ở cùng em hắn cũng không nói ra như những lời này Lương tử bái, em hỏi vấn đề này rất không lương tâm. Vâng, là em không lương tâm. Anh có thể nhanh một chút đứng lên, 11 giờ rồi, anh cũng nên về nhà. Tại sao? Chúng ta cũng không phải là nam nữ phụng trộm yêu đương, vì sao thời gian vừa đến em sẽ đuổi anh về nhà? Chẳng lẽ em muốn ở lại? Có thể không thể à, anh là một nam nhân 25 tuổi, không có vấn đề gác cổng, thảo luận vấn đề hôn nhân cùng bạn gái thân mật qua đêm, hợp tình hợp lý. Nếu như bị cha mẹ anh biết anh không về nhà thì làm sao bây giờ? Em cảm thấy bọn họ sẽ biết anh không về nhà sao? Nàng cũng không phải là không rõ ràng tình huống của bọn họ. Tuyển triệt, kỳ thật em rất bất an. Làm sao vậy? Nói cho anh biết vì sao lại bất an? Nhìn đến vẻ mặt nhíu mày lo lắng của nàng, hắn gắt gao ôm nàng hỏi. Bởi vì thân phận chúng ta cách nhau quá xa. Kỳ quái, em trước kia không sợ, còn vì kẹo mút cắn anh nữa. Đó là trước đây em không hiểu chuyện. Kìa hiện tại mời em không hiểu chuyện đi chỉ cần yêu anh chờ gả tranh là tốt rồi hắn bá đạo nói tiếp theo hôn lên chán của nàng đừng sợ anh sẽ bảo vệ em dù sao đời này anh chính là thầm nghĩ muốn cưới em làm vợ bái bái em hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh cùng anh trở về nhà được không em còn chưa nói cho gia gia anh đoán đi ông có thể hay không bị dọa đến Gia Gia vẫn còn chưa biết nàng cùng ngụy tuyển triệt đã kết giao đâu anh đây sẽ nói với ông đừng kinh hãi đem bái bái gả cho cháu hắn trêu ghẹo nói anh là nói thật em là bảo bối duy nhất của gia gia có thể nhìn thấy em có nơi dựa vào gia gia nhất định thực vui vẻ em có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phụ trách nguyện vọng của ông lại muốn nàng phụ trách hay muốn nàng phụ trách nguyện vọng của gia gia cũng muốn nàng phụ trách xem ra nàng không gật đầu quả thật là không được kết luận đâu dỗ một trận hắn cũng không quên thúc sụp trả lời nàng không quên mục đích đây là bản sắc thương nhân, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm để có kết quả mong muốn. Được rồi, vấn đề giải quyết, hiện tại xin vui lòng chuyên tâm cùng anh khoái hoạt đi. Nàng nhanh chóng đỏ mặt nhanh như hơi nước, tức giận đánh vào bả vai hắn. Thời gian trôi qua mông lung, hắn tự hồ nói với nàng một chuỗi chữ hết sức phiến tình, không nghĩ tới nàng cư nhiên cảm thấy ngọt ngào đến không được. Nàng lại yêu một nam nhân xấu, hơn nữa nàng còn thực mong chờ gả cho hắn, như vậy có thể đi. Ngụy tuyển triệt vạn lần không thể ngờ được sự tình lại trở nên như vậy. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng nghênh đón bọn họ là một hồi hôn lễ long trọng, nhưng không nghĩ rằng lại là lễ tang. Phúc bá gia gia của lương tử bái đột nhiên qua đời. Nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim cấp tính. Trùng hợp là Phúc bá bệnh đột phát vào ngày hắn đang chuẩn bị mang nàng trở về, ngụy ra để gặp cha mẹ. Tuyên bố tin tức kết hôn của bọn họ không hề nghĩ tới. Ba mẹ tuần này có muốn mang bạn gái đến gặp ba mẹ, trên bàn cơm hơn một tuần trước đây, hắn như ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, tràn đầy tin tưởng nói với cha mẹ. Bạn gái, ôn như mai nhíu mày hỏi, như thế nào lúc trước mẹ cũng chưa từng nghe nói, còn kết giao với bạn gái. Thì bây giờ con nói, con nghĩ mẹ cũng có thể yên tâm, không cần đưa triệu tiểu thư đến cho con. Cô gái kia là ai, tên gọi là gì, có bằng cấp nghề nghiệp gì, lai lịch như thế nào, ba mẹ đang làm cái gì? Ngụy tuyển triệt một chút cũng không ngạc nhiên, mẫu thân mình sẽ hỏi như vậy bất quá bởi vì đám chìm trong bầu không khí đáng yêu ngọt ngào hắn khó mà phản đối được mà thật lý trí trả lời mẫu thân mẹ chủ nhật mẹ cứ tới mẹ nhất định sẽ hiểu tin tưởng con nàng tuyệt đối là một cô gái tốt ngụy vĩ quốc một bên không nói gì thêm chính là gật gật đầu tỏ vẻ đã biết nhất định sẽ dành thời gian cuối cùng ngày đó cũng đến ai ngờ Ngụy Tuyển triệt thương phấn chuẩn bị đi đón lương Tử Bái, xe vừa đến dưới lầu nhà nàng, hắn còn chưa kịp gọi điện thoại, liền thấy bộ dáng nàng mang dép lê, một đường hoang mang, rối loạn từ trong phòng khách chạy ra. Bái bái, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chạy nhanh xuống xe ngăn cản nàng lại. Ánh mắt nàng tan rã, hoang mang lo sợ, thật vất vả mới nhìn hết được người của hắn, lập tức nước nở nói: Ra ra, ông té xỉu. Cả người nàng đều phát run, hai tròng mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Nhanh lên xe hắn mở cửa xe đưa nàng lên tiếp theo trở lại ghế điều khiển đồng thời quay đầu xe lại nhanh chóng gọi điện thoại về ngụy gia chuyện gì xảy ra phúc bá vì sao té xỉu quản gia đầu tiên là sừng sốt một giây rồi sau đó lại lấy tinh thần nhanh chóng đem tình huống khẩn cấp báo lại cho ngụy tuyền triệt biết xe cấp cứu đâu đã đến chưa đã gọi điện thoại rồi không được chậm quá lập tức kêu trần thúc đưa phúc bá đến bệnh viện không cần chờ xe cấp cứu được rồi được rồi gặp nhau bệnh viện Tôi bây giờ lập tức mời viện trưởng một tiếng, động tác nhanh lên một chút. Tắt điện thoại, hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lương Tử Bái. Không có việc gì đâu, Trần Thúc nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa Phúc Bá đến bệnh viện. Chúng ta hiện tại đến bệnh viện trước, anh sẽ nhờ viện trưởng toàn lực cứu trợ, đừng sợ. Nàng hoảng sợ đến cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Nhưng mà đáng tiếc là không còn kịp đến bệnh viện, Phúc Bá bởi vì nhồi máu cơ tim liền ở nửa đường vĩnh viễn ra đi. Nghĩ đến chính mình ngay cả gặp mặt Gia Gia cuối cùng vẫn không nhìn thấy, lương tử bái hoàn toàn sụp đổ. Dường như nàng đang tự trách, tự trách vì sao không chăm sóc Gia Gia thật tốt, vì sao không ở bên người ông làm cho ông đột ngột ra đi một mình. Ngụy tuyển triệt biết hiện tại nói gì đều không có nghĩa, cũng chẳng thể an ủi nỗi đau bi thường, kịch liệt của nàng. Hắn chỉ có thể gắt gao ôm nàng, làm cho nàng khóc sống ở trong lòng hắn. Hắn muốn nàng biết, mà kệ phát sinh chuyện gì, hắn cũng đều bên cạnh nàng. Trước đêm hỏa táng di thể của Phúc Bá, liên tục vài ngày lương tử bái, cơ hồ chưa rơi một giọt nước mắt nào. Ngờ ngác ngồi lễ tang, khuôn mặt hồng nhuận, nay lại tiều tụy. Chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh khuôn mặt ra ra. Ngụy tuyển triệt đứng ở phía sau nàng, đưa tay khoác lên vai nàng, không nói một câu. Đột nhiên nàng nói chuyện. Em không bao giờ quên được lúc ở trong ký túc xá không một bóng người. Chồng nháy mắt thấy ra ra tới đón, ông cái gì cũng không nói. Chính là chỉ ôm em thật chặt, Em không bao giờ quên được, ngày nào đó em lấy được bằng tốt nghiệp, ra ra đem sổ tiết kiệm nhiều năm của mình, toàn bộ đưa hết cho em, nói là muốn em đi Pháp học trường làm điểm tâm ngọt. Em không bao giờ quên được, ngày nào đó về nước lấy được giải thưởng điểm tâm ngọt, ra ra sẽ lộ ra nụ cười, dùng bàn tay để nếp nhăn kia của ông, sờ lấy đầu em, nói em tuyệt quá. Thanh âm của nàng bị nghẹn ngào phá vỡ, toàn bộ khuôn mặt trơn vùi trong lòng bàn tay khóc nấc. Anh biết không, mỗi lần Tết đến là thời điểm em cùng gia gia khó khăn nhất. Gia gia vì muốn em có thể gặp ba ba liền ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng vẫn không thể chịu được sắc mặt của mẹ kế. Kỳ thật em một chút cũng không muốn trở về, cũng không muốn gặp ba ba, nhưng vì muốn gia gia an tâm, em cũng chỉ có thể giả vờ mong đợi. Em căn bản một chút cũng không để ý bữa cơm Tất niên chỉ có em cùng gia gia hai người. Thật sự, nhưng vì gia gia. Chưa nói xong câu cuối cùng, nàng đã muốn khóc không thành tiếng em là tuyệt nhất, ở trong mắt Phúc bá, em vĩnh viễn là cháu gái bảo bối tuyệt nhất của ông. Không, em không phải, như thế nào ông không đợi em? Em còn chưa hiếu thuận tốt với ông. Bái bái, em không có sai, bác sĩ nói tất cả đến thật sự rất đột ngột. Trái tim em đau quá, thật sự đau quá, thậm chí ngay cả cơ hội nói lời cuối cùng em không có. Vậy em bây giờ cứ nói, từ từ nói, muốn nói cái gì thì nói, Phúc bá nhất định sẽ nghe được. Thật sự à? Đương nhiên, lời nói của bái bái, ông nhất định nghe được. Em muốn cùng với Gia Gia nói, kiếp sau em còn muốn làm cháu gái ông, còn muốn làm bái bái của ông. Anh cũng muốn nói với Phúc Bá, ông không cần lo lắng cho bái bái ở một mình, bởi vì anh sẽ thay ông chăm sóc em. Không biết đã bao lâu, em nên ăn một chút gì đi, Phúc Bá nhất định không hy vọng nhìn thấy em vì ông mà thương tâm như vậy, phá hư thân thể của mình. Lường tử bái lắc đầu, em ăn không vào, Uống canh nóng được không? Anh đi mua canh cho em. Nếu em không chịu ăn, Phúc Bá ở trên trời nhất định sẽ rất tức giận. Bởi vì ra ra, nàng rốt cuộc cũng gật đầu. Hắn sờ sờ đầu nàng, anh lập tức quay người lại. Rồi sau đó hắn chạy nhanh ra ngoài trong đêm khuya bi thương, cố gắng vì nàng mua một chén canh ấm áp. Các cửa hàng gần lễ đường đều đã đóng cửa. Ngụy Tuyền Triệt vất vả lắm mới nhờ được một ông chủ nấu bát canh rau, trứng luộc cùng súp nóng. Hắn mang theo canh nóng bước nhanh trở về, còn chưa đi đến lễ đường, nhìn thấy Lương Tử Bái đang nói chuyện với phụ thân, một bên có mẹ kế biểu hiện thật sự không kiên nhẫn đối với toàn bộ hành trình lễ tang. "Gia gia còn có lưu lại cái gì không?" Lương phụ ấp áp úng hỏi. "Cái gì?" Lương Tử Bái đờ đẫn nhìn phụ thân, "Chính là có gửi ngân hàng cái gì không? Trước khi ông chết có cho người cái gì không?" Mẹ kế nhịn không được chen vào hỏi. Một cỗ bi ai nảy lên trong lòng, nàng tuyệt vọng nhìn bọn họ, chẳng lẽ gia gia mất, cha mẹ một chút cũng không bi thương? Chỉ lo hỏi ra ra để lại các tài sản gì không mà. Này, cha chỉ hỏi có một chút, có nhiều sự việc muốn xử lý. Lương phụ thùy thầm hỏi. Cha, ra ra là cha của cha, cha một chút cũng không sổ. Cha một chút cũng không khổ sở gì sao? Nàng đau lòng hỏi. Lương phụ nhất thời đỏ mặt, bắt đầu ngậm miệng không nói cái gì. Nhưng mẹ kế một bên không ngừng nói. Có đứa con gái nào dám cùng cha mình nói chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ giống như cô ngồi khóc sứt mướt như vậy mới là hiếu thuận? Ngụy Tuyển Triệt nhịn không được, tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Lương Tử Bái, nghiêm túc nói: "Lương phu nhân, người cũng đã chết rồi, xin bà tự trọng. Gia đình chúng tôi nói chuyện với nhau, người ngoài xen vào làm gì?" "Tôi không phải là người ngoài, Bái Bái là vị hôn thê của tôi, cô ấy sẽ trở thành con dâu của Ngụy gia chúng tôi." Đôi mắt mẹ kế đột nhiên sáng lên, gả con cho Ngụy gia, sẽ không phải là giàu to rồi à? Bà bị môi lập tức đổi thành vẻ mặt lấy lòng. Dì cũng không phải là muốn mắng nàng, chính là tiểu hài tử không nên nói chuyện như vậy thôi. Dì nói bái bái nha, về sau con gà cho ngụy Tiên Sinh sẽ không cần lo ăn lo mặc. Ở phía sau con còn có đệ đệ, cùng muội muội muốn học hành. Dì nói là nếu Gia Gia con có... Không có, Gia Gia cái gì cũng không có để lại cho tôi. Hắn chỉ có tình yêu đặt trên người tôi mà thôi. Không có thì không có, làm gì mà nổi giận vậy? Tiền được một ông chồng có tiền, liền có thể khí diễm cao trương à? bị lương tử bái hét lên mẹ kế đỏ mắt không cam lòng nói lương tử bái rất tức giận nàng thật sự muốn xông lên tát mẹ kế hai bà tay nhưng nàng lại không thể nhưng nàng lại không ngờ phụ thân của mình yếu đuối như vậy mẹ kế ở lễ đường của gia gia lại không phép như vậy hắn cũng không nói gì rất làm cho người khác thất vọng ngày hôm sau di thể của phúc bá được hòa táng bởi vì phúc bá yêu thích nhất là cây cối hoa cỏ cho nên lương tử bái liền chọn phụ táng cho nên lương tử bái liền chọn thụ táng Hy vọng ông có thể nghỉ ngơi ở nơi mình thích nhất. Bái bái về nhà thôi. Sau khi chăm sóc tất cả, Ngụy Tuyển Triệt nắm lấy tay nàng khẽ kêu. Nhà, nàng có nhà sao? Già già đã chết, nàng còn có nhà sao? Lương tử bái vẻ mặt mờ mịt. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, anh ở nơi nào, nhà em sẽ ở đó. Anh sẽ trở thành nhà của em. Đi theo anh nào, anh đưa em về nhà. Nhà của nàng, Ngụy Tuyển Triệt sẽ là nhà của nàng. Về sau, nàng chỉ còn có một mình hắn phúc bá đột ngột mất đi đem lại đả kích rất lớn cho lương tử bái sau khi lễ tang qua đi nàng một hồi bị bệnh nặng ngụy tuyển triệt đem nàng về ngụy ra cho nàng ở một phòng hắn ban ngày có lương thẩm cùng hiểu quên chăm sóc nàng buổi tối sau khi tam tầm trở về hắn liền tiếp nhận nhưng mà tình trạng của nàng khi tốt khi xấu có khi mê man có khi đột nhiên không ngủ sợ thể lực nàng không thể chịu nổi hắn nhắc nhở bác sĩ cho vài liều thuốc ngủ dùng ở thời điểm nàng mất ngủ tình huống hôm nay cũng không khác gì sau khi hắn dỗ dành an ủi nàng thật sự cố gắng ăn hết bát cháo nhìn vào cuốn sách một chút chẳng bao lâu liền thiếp đi hắn kéo chân bông lên cho nàng tránh khỏi bị cảm lạnh sau đó mới bưng bát cháo không xuống lầu hiểu quên kêu lương thầm nấu một chút cháo ấm có lẽ buổi tối bay bái tỉnh lại sẽ muốn ăn một chút nữ giúp việc hiểu quên tiếp nhận bát không nói dạ thiếu ra. sau khi dặn dò xong ngụy tuyển triệt xoay người muốn trở lại phòng bạn gái với lương tử bái lại trùng lặp gặp quản gia thiếu gia tiên sinh cùng phu nhân mở thiếu gia đến thư phòng chuyện gì quản gia không nói gì nhìn hắn một cái hắn lập tức hiểu rõ sự việc hẳn có liên quan đến bái bái ngụy tuyển triệt chợt hay không đổi hướng đi thẳng đến thư phòng phu nhân cốc cốc vào đi ngụy vĩ quốc đáp ba mẹ tìm con à cha mẹ hắn rất ít khi tìm hắn nói chuyện nhất định là có chuyện quan trọng mới tìm hắn ngồi đi ngụy vĩ quốc chỉ vào ghế sofa phía trước Ba mẹ tìm con hẳn là vì chuyện của bái bái phải không? Ngụy tuyển triệt trực tiếp hỏi rõ. Mẹ trước tiên nói, mẹ tuyệt đối không tán thành. Ôn như mai đang trong tình trạng phẫn nộ hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, lập tức nói ngay lập trường của mình. Bà thật sự bị con làm tức chết, sợ hãi. Bà như thế nào cũng không hề nghĩ tới, bạn gái trong miệng con trai mình lại là nha đầu lương tử bái. Mà càng làm cho bà kinh ngạc hơn, chính là lương tử bái ở Ngụy gia nhiều năm như vậy, bà cư nhiên cái gì đều không phát hiện. Bây giờ tốt lắm, đứa con tinh anh này của bà không chỉ muốn cưới con người ta, còn không quản nhà người ta vừa có tăng sự, liền khẩn cấp đem người về nhà. Như thế nào điều này không làm cho bà tức giận? Lương gia nhà bọn họ vừa mới có người chết, tình huống xui như vậy, còn cư nhiên còn đem người về nhà, con không sợ ma quỷ ám ảnh hay sao? Mẹ mặc kệ, thả rằng đưa tiền cho nàng đi ở khách sạn, mẹ cũng không cho phép con tiếp tục cho nàng ở lại nhà chúng ta. Ôn như mai nổi trận lôi đình mẹ phúc bá dù sao cũng làm việc nhà chúng ta nhiều năm như vậy mẹ không thể từ bi một chút sao hắn làm việc chúng ta cũng có lương nha hơn nữa cũng không phải là mẹ hại hắn chết được rồi bà như mai bà bớt tranh cãi lại đi vĩ quốc nhịn không được quát thê tử ngừng lại ông muốn tôi tranh cãi như thế nào còn chúng ta điên rồi tôi cũng sắp điên rồi ông còn muốn tôi câm miệng vậy bà giống to kêu to có thể giải quyết vấn đề sao ngụy vĩ quốc cũng trả lời giống theo ba người mỗi người một phương không khí nhất thời khó chịu sau một hồi Ngụy Viễn Quốc mới hỏi, con đã cùng nàng kết giao bao lâu? Đúng rất nhiều năm, con thấy chúng con thật thích hợp. Hơn nữa cũng gần đây, mẹ luôn thúc giục con lo lắng chuyện kết hôn. Con đã nghĩ đến, quả thật là lúc quyết định muốn nói chuyện. Chính là không nghĩ tới còn chưa kịp mang nàng về chính thức gặp ba mẹ, liền xảy ra chuyện tình của Phúc Bá. Nếu biết sớm rằng sẽ là nàng, mẹ sẽ không cần cùng nàng gặp mặt ăn cơm. Mẹ, làm sao nàng không tốt, bởi vì luôn ra không có đủ tiền. Nàng không phải là thiên kim tiểu thư. Nàng căn bản không xứng với con, mặc kệ là diện mạo hay bằng cấp công việc, nàng một chút cũng không xứng. Nhưng là con yêu nàng, nàng cũng yêu con, cái này hơn tất thầy. Con không hiểu, hai người muốn kết hôn, có cái gì so với trong lòng còn lẫn với nhau xứng đôi? Từ lúc con 18 tuổi gặp nàng, con liền lựa chọn. Trời ạ, à, 18 tuổi năm ấy, cư nhiên lại thời gian lớn như vậy, ôn như mai tức giận đến phát tác, không để ý gì kêu lên không xứng chính là không xứng con từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành tài bất quá nàng cũng chỉ là một nha đầu bình thường dựa vào cái gì tiến vào cửa ngụy gia chúng ta mẹ ra lệnh cho con lập tức chia tay cùng nàng nếu có đứa nhỏ liền bỏ mẹ tuyệt đối không cần một con dâu môn không lo hộ không đối ra lệnh cho bọn họ chia tay thậm chí nếu có đứa nhỏ cũng muốn bỏ đi hết thảy chính là môn không lo hộ không đối ngụy tuyển triệt bị một cỗ tức giận mãnh liệt vây quanh cảm giác chán ghét này giống như trở lại cuối tuần kia nhiều năm về trước hắn bởi vì đã nhịn đủ môn đăng hộ đối của mẫu thân giống nhau tức giận xuống xe tính một đường trở về núi lại là môn đăng hộ đối bóng dáng ra thế thật sự quan trọng như vậy mẹ mẹ có biết hay không con chán ghét khái niệm dòng dõi của mẹ mỗi lần mẹ luôn nhấn mạnh môn đăng hộ đối con liền cảm thấy vớ vẩn buồn cười vì sao không phải là môn đăng hộ đối vì sao đối tượng kết hôn không thể là chính mình lựa chọn vì sao quyết định đến cùng cũng phải là môn đăng hộ đối còn chính là không cần Con chính là muốn đối nghịch với mẹ ôn như mai vô cùng khó chịu chất vấn ngụy tuyển triệt trầm mặc nhưng không hề nhường nhịn con làm sao có thể như vậy con có nghĩ hay không đến việc từ nhỏ đã nuôi dạy con nuôi dưỡng con như thế nào con biết đối với một đôi vợ chồng không có huyết thống mà thôi cha mẹ đặt tiền tài trên con quả thật rất lớn cha mẹ mời danh sư từ khắp nơi trên thế giới đem con tạo thành tinh anh độc nhất vô nhị bởi vì biết cha mẹ đã dành số tiền lớn như thế nào để bồi dưỡng con cho nên mặc dù việc trong lòng không muốn con đều cố gắng đi học đạt tới bóng dáng của lứa con lý tưởng trong cảm nhận của cha mẹ cho dù không liên quan đến tình yêu con cũng đều là cắn răng nhẫn nại câu cuối cùng này ngụy tuyển triệt để yên lặng trong lòng nói cho chính mình nghe vợ chồng ngụy gia hoàn toàn khiếp sợ một đôi cha mẹ không có quan hệ huyết thống làm sao hắn có thể biết còn Ngụy Vĩ Quốc giật mình ngạc nhiên không nói nên lời. Đúng, con biết, từ rất nhỏ đã biết, thời điểm cha mẹ cãi nhau. Căn bản trong lời nói không có cái gì, căn bản trong lời nói đó không có cái gì là đoàn bác sĩ nghênh đón hắn sinh ra. Hắn chính là một cái cô nhi, không được chờ mong, chính là may mắn được ngụy gia thu dưỡng. Cho nên trong miệng mọi người trở thành thiên tri kiêu tử, hắn căn bản không phải là cái gì, hàm chứa vững chắc sinh ra mệnh quỷ. Hắn chính là một kẻ đáng thương. Nếu như vậy, con nên ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, cưới một người vợ môn đăng hộ đối mà không cần phải làm trái ý cha mẹ. Trách nhiệm của mẹ là nuôi dưỡng con, con phải có nghĩa vụ tuân theo." Khiếp sợ qua đi, Ôn Như Mai tức giận nói, "Im miệng, Như Mai." Ngụy Vĩ Quốc nghe không nổi nữa, hoàn toàn đứng dậy quát lên, ngừng lại ngôn ngữ hồ loạn của thê tử, "Đáng tiếc thương tổn đã tạo thành." Ngụy Tuyển Triệt cười khổ, "Cho dù không phải là con ruột, sống chung với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trừ bỏ trách nhiệm, cùng nghĩa vụ, không thể có mối quan hệ thân tình sao? Nguyên lai hắn khát vọng nhiều năm như vậy, trung quy cũng chỉ là một giấc mộng xa vời. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, quyết định liều lĩnh phản đối. Hắn mở mắt ra cười lạnh. Con đã nói rồi, nhưng mẹ đã quên con cực kỳ chán ghét môn đăng hộ đối, bởi vì cái đó không thể nào bảo đảm hạnh phúc. Vì muốn chứng minh cho mẹ một chút, con lựa chọn lương bay bái bái. Cái gì? Ôn như mai kinh ngạc. Bởi vì nàng cùng con không có môn đăng hộ đối, chính là cháu gái nhà làm vườn, con biết nàng tuyệt đối sẽ không phải là con dâu lý tưởng của mẹ chọn. Cho nên 18 tuổi năm ấy, con cũng đã quyết định nàng sẽ là thê tử đời này của mình. ngụy tuyển triệt không chút nghĩ ngợi nói ra, còn ôn như mai biểu tình khó coi như bị người khác tát một cái. Nhưng mà, ngay tại thời điểm nhiệt độ thư phòng giảm xuống, một giọng nói mềm mại bỗng dưng vang lại. Cho nên em chỉ là công cụ anh dùng để chống lại cha mẹ sao? Trầm thư phòng ba người nghe thấy tiếng nói, không hẹn mà cùng quay đầu lại. Ánh mắt đồng thời hướng đến lương tử bái. Bái bái! Ngụy tuyển triệt về mặt ảo não nhìn nàng. Hắn thật không ngờ nàng đã tỉnh dậy, không nghĩ tới nàng sẽ lại đứng ở đó. Cả không nghĩ tới, nàng lại nghe hắn nói những lời này. Tuyển triệt trả lời em đi. Bái bái không hoàn toàn như vậy. Có lẽ ban đầu anh ý niệm này trong đầu, nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận mấy năm nay chúng ta đã yêu nhau. Vì chống lại càng chứng minh, 7 năm thời gian trôi qua cùng tôi ở một chỗ. Anh thật sự không biết mình đầu tư lợi nhuận quá nhiều trên người tôi sao? Anh không phải là người thông minh nhất sao? Đảng mơ hồ tự chế diễu nói, bái bái em không được nghĩ như vậy. Làm sao khi nãy hắn có thể phát điên, nói chuyện như vậy? Thật sự đáng chết. Chuyện này giải quyết tốt lắm, tôi sẽ không cùng tuyển triệt kết hôn. Cảm ơn những ngày gần đây, hẹn gặp lại. Đứng lại bái bái, em không thể như vậy, bái bái. Ngụy Tuyển Triệt tiến đến đuổi theo, cầm lấy tay nàng. Khi nãy anh nói như vậy vì tức giận lời nói của mẹ, em không thể cứ như vậy phủ định tình cảm của anh đối với em, bởi vì đó là sự thật, thật sự. Thật sự, còn cái gì là thật sự sao? Lương Tử Bái không dám khẳng định, nàng thật sự không dám khẳng định. Bởi vì nàng là cháu gái của người làm vườn, cho nên dù kém cỏi, bởi vì hắn muốn chống lại quan niệm giai cấp của cha mẹ, cho nên lựa chọn nàng. Những lời này đối với nàng mà nói, giống như một con dao sắc bén, đem hết lòng tự trọng của nàng phá thành mạnh vỡ. Nàng như thế nào có thể tin tưởng đây là thật? Anh làm ơn hãy buông tay, đừng làm cho tôi khó khăn, trừ phi anh muốn tôi chết. Ngụy tuyển triệt bị hai chữ chết của nàng làm cho sợ hãi. Không, không thể chết được. Làm sao hắn có thể muốn nàng chết? Nàng đương nhiên không thể chết được. Trời ạ, à, sự tình làm sao có thể trở nên như vậy? Hắn làm sao có thể tự tay đem sự tình trở nên rối loạn? Thấy hắn bất động dừng lại, Lương Tử Bái đờ đỡ đẫn rút tay xoay người rời đi. Muốn hỏi nàng ở trong đêm khuya đi một mình trong vùng núi không một bóng người có đáng sợ không? Có cái gì phải sợ? Một người không còn ai, có cái gì phải sợ? Nàng ngước mặt lên nhìn ánh trăng ảm đạm trên bầu trời, thê lương nở nụ cười. Nửa tháng sau tại sân bay Charles de của Pháp, Lương Tử Bái đi ra khỏi đại sảnh sân bay. Gió lạnh đột ngột thổi đến, nàng nhịn không được kéo cao cái khoác cổ lên. Nàng thổi một luồng khí ấm vào tay của mình, nhanh chóng trả sát thay lòng bàn tay. Nguyên ở lại mùa đông Pháp đến nỗi người ta ăn không vô. Nàng lặng lặng nhìn đất nước xa lạ này. Về sau, nơi này chính là nhà của nàng. Trung Quy ra ra cả đời tích lũy tiền bạc từng chút một, tính cả tiền bảo hiểm đều để lại cho nàng. Nàng vẫn không biết ra ra đã lập di chúc cho đến khi luật sư tìm đến cửa nàng mới hiểu được gia gia vốn đã sớm đoán được một ngày sẽ khó khăn như vậy, cho nên chuẩn bị trước. Sau khi gì chúc được đọc, mẹ kế quả nhiên thật sự tức giận. Nhưng làm sao bây giờ? nếu lúc trước mẹ kế có thể biểu hiện kính trọng gia gia một chút, số tiền này nàng có thể không chỉ cần. chỉ tiếc là tối hôm đó phụ thân của mẹ kế làm cho nàng thất vọng, cho nên ông càng muốn cho bọn họ một xu cũng không lấy được. vừa vạn nàng cần rời đi khỏi một đoạn tình cảm sai lầm. Bởi vậy, nàng dùng số tiền ra ra để lại, rời khỏi Đài Loan, đi đến nước Pháp hoàn toàn xa lạ này. Nàng sẽ ở đây học tiếng Pháp, nàng sẽ nhập học ở trường dạy điểm tâm ngọt tuyệt nhất, nàng sẽ tự chính mình trở thành nữ vương làm điểm tâm ngọt xuất sắc nhất. Có lẽ nàng sẽ cô độc, nhưng nhất định sẽ dũng cảm. Sau khi xác định mục tiêu của chính mình, Lương tự bái một mình xách hành lý, đưa tay gọi một chiếc taxi, cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ giao cho lái xe, sau đó đem vận mệnh giao cho tương lai phiên tức Ngụy Tuyển Triệt từ chức như một phiên đạn liên tục gây kinh ngạc trong tập đoàn Ngụy Thị. Người bên ngoài đều xem trọng ông chủ nhỏ tiếp nhận các doanh nghiệp này, cư nhiên lại không báo trước buông tha cho tất cả. Điều này làm cho Trần Thư Ký đi theo bên người, quả thực sợ hãi. Giờ phút này, Trần Thư Ký đang đứng trước ở góc văn phòng, không biết làm sao nhìn thủ trưởng trước kia hoàn thành đóng gói đồ. Công tác chuyển giao ra bên ngoài, đi liền đi, không bao giờ trở về vị trí cũ. Phó Tổng, Nhà Trần Thư Ký, tài liệu này phiền anh đưa đến cho chủ tịch trên lầu. Dạ. Trần Thư Ký nghiêm trọng đưa tay tiếp nhận, biểu tình ngũ vị tạp trần trên mặt. Đợi chút, Ngụy Tuyển Triệt gọi hắn lại. Dạ, còn có việc gì không? Trần Thư Ký, anh cùng tôi đã từng là cộng sự, tôi lấy từ cách bằng hữu nhắc nhở anh một sự kiện. Mời Phát Tổng nói, thu lại biểu tình trên mặt sạch sẽ đi. Một thư ký thành công phải học được cách che giấu cảm xúc, biểu tình của anh như cha mẹ bị chết, người chủ mới sẽ thích sao? Dạ phó tổng Trần thư ký muốn nhịn xuống Nhưng cố tình trời sinh hắn một nam nhân cảm tình thẳng thật Nhìn hắn như cũ vẫn hé cái mặt buồn bã Ngụy tuyển triệt thật bác đắc sĩ Đành phải vẫy vẫy tay Thúc sụp hắn màu tránh xa Trần thư ký mới xoay người Một mảnh giấy trắng từ trong tài liệu rớt ra Hắn lập tức kho người nhặt lên viên la hiệu cầm đồ bí mật à Chợt khi nào công tử hào môn lại không nên việc Cứ nhiên phải đi hiệu cầm đồ Mới có thể duy trì bề ngoài hào quang thực đồng tình với phó tổng phó tổng đây là của ngài đây hắn cung kính giao tờ giấy trắng trong tay ngụy tuyển triệt ngụy tuyển triệt nhìn đến biên lai like này bỗng nhiên nhớ tới sự việc trải qua kỳ diệu không lâu về trước đừng xem thường tôi tôi là người chuyên thu thập bí mật chỉ cần người nguyện ý cầm một bí mật tôi thực hiện một nguyện vọng của anh gì nội dung sao không giống với trước kia như thế nào lần trước hắn không chú ý tới hàng chữ kế tiếp nhưng một khi đem chuyện hiệu cầm đồ bí mật nói ra hậu quả anh cũng không thể nào gánh vác Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn không cẩn thận đem chuyện tình bí mật nó ra cho nên mới làm cho hắn cùng lương tử bái rơi vào kết cục như thế. Hắn cười khổ tiến gần đến máy cắt giấy, cầm biên lai trong tay thả vào. Không quá 5 giây, biên lai dĩ nhiên trở thành một đống giấy nhỏ vụn. Sau khi xử lý tốt sự tình, ngụy Tuyền Triệt chậm rãi đi ra khỏi văn phòng phó tổng, đến khu giữ xe về nhà. Thiếu ra, giống như thường ngày quản gia đến mở cửa. Không cần tôi tự làm được rồi. Hắn khéo léo từ chối phục vụ của quản gia, chính mình mang theo cặp tài liệu đi lên lầu, cầm lấy hành lý, đơn giản bỏ vào vài thứ. Lần này hành lý không cần quá rườm rà, bởi vì mang theo cái gì, không mang theo cái gì đối với hắn mà nói không quan trọng, quan trọng là hắn có thể tìm về cái gì. Sau bữa tối, hắn đi vào phòng phụ thân. Cốc cốc, ba là con. Vào đi. Hắn mở cửa, đi vào thư phòng của phụ thân Ngụy Vĩ Quốc, còn lại là mẫu thân Ôn Như Mai, ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt tràn đầy nước mắt. Ba mẹ, tha thứ cho sự tùy hứng của con. Cảm ơn ba mẹ đã chiếu cố. Hắn đã quyết định buông tha tất cả công tử Hào Môn đi tìm người châm lòng. Ôn như mai hoàn toàn khóc ra. Bà vẫn nghĩ đến chỉ cần bà kiên trì, trung quy con sẽ khuất phục. Bà vạn lần không ngờ đứa nhỏ ngụy tuyển triệt này cư nhiên nguyện ý vì lương tử bái, buông thai cho tất cả. Hắn từ nhỏ đã có được ư. So với tức giận trong lời nói, khổ sở trong lòng ôn như mai thắng hết tất cả. Tuy rằng không phải do bà mang thai 10 tháng sinh ra, tuy rằng không phải là quan hệ mẹ con thân thiết, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, hỏi bà làm sao không có cảm tình. Để tay lên ngực hỏi, tuyển triệt quả thật là một người con tuyệt vời, từ nhỏ không chịu thua kém lại không ngừng cố gắng, không giống những đứa con nhà giàu khác, có con cái suốt ngày chỉ biết tận tình chơi đùa, không muốn đạt nguyện vọng làm cho mẹ bọn họ, hắn mỗi ngày cố gắng học tập. Hơn nữa cũng bởi vì hắn vĩ đại mới làm cho cha mẹ bọn họ có vẻ ngoài cực kỳ có mặt có mũi. Bà cũng chỉ hy vọng vì hắn tìm một cô gái môn đăng hộ đối. Lần này bà thật sự làm sai sao? Đều do thời điểm tranh chấp ngày đó, bà mất đi lý trí, nói rất vô tình, kết quả đã làm thương đứa nhỏ này. Hiện tại nghĩ lại, bà thực hối hận. Ý thức được rằng đứa con trai duy nhất của chính mình ra đi, ôn như mai thật sự rất khổ sở, đều quyết định tốt lắm. Ngụy Vĩ Quốc trầm giọng hỏi. Kỳ thật đối với một tiêu chuẩn chọn con dâu, ông không hề kiên trì thế nào cũng phải là thiên kim danh viện môn đăng hộ đối, bởi vì môn đăng hộ đối không thể nào bảo đảm hạnh phúc. Lấy ông cùng thê tử mà nói, lúc trước tuy rằng là môn đăng hộ đối thích hợp, nhưng hai mươi mấy năm qua đều cãi nhau, thế cho nên rất nhiều chỗ để sơ sót, quên mất cảm thụ của đứa nhỏ này. Tuyển truyệt mặc dù không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn như cũ hy vọng hắn có thể có được hạnh phúc chính mình mong muốn. Ông tôn trọng quyết định của hắn. Đây không phải là trường hợp của ba ba, đây cũng là lấy lập trường của nam nhân. Dạ, chuyến bay buổi sáng mai ạ. Biết nơi ở của nàng chứ? Vâng ạ. Ước chừng hắn bị lý Thục phân chửi bới một tháng, nàng mới nguyện ý nói cho hắn biết, bay bái rời khỏi Đài Loan đi đến nước Pháp. Về phần địa chỉ nước Pháp, đương nhiên không phải do lý Thục phân cho. Tình bạn nữ nhân đôi khi so với nam nhân còn mạnh mẽ chắc chắn hơn, là do chồng của lý thực phân mềm lòng mới giúp hắn trộm lấy. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Đi đi, nếu nàng đối với con thật sự rất quan trọng, phải đem nàng về đến đây. Một năm, hai năm, chẳng sợ phải phí cả đời, là do con chính mình lựa chọn, phải thì cứ phải làm. Ngụy Vĩ Quốc nói, cảm ơn ba. Hắn nhìn hai mắt đẫm lệ của mẫu thân, cất bước tiến ra, ngồi xổm xuống. Mẹ, không cần cãi nhau cùng ba ba, đừng làm chuyện tình làm chính mình không vui. Hắn đưa tay lau nước mắt của mẫu thân. Con không cần đi được không? Mẹ nhận thua. Mẹ với con xin lỗi được không? Con không thích Triệu Ngọc Vân Mẹ sẽ không bức con cưới nàng Như mai cho con đi đi Đó là quyết định của tuyển triệt Vĩ quốc ngân cản thê tử Nhưng nó là con của tôi Con còn có thể trở về sao Con không cần mẹ nữa Mẹ con nhất định phải tìm được nàng Nếu nàng nguyện ý Con sẽ dẫn nàng cùng nhau trở về Cha mẹ bảo trọng Hắn không phải không cần cha mẹ Chính là một phần hắn phải đi để phục hồi tình cảm Bởi vì nếu không làm như vậy Hắn đến chết đều hối hận Ôn như mai vén tóc lên, không ngừng lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Ngụy Tuyển Triệt đứng lên rời khỏi thư phòng. Hôm sau, hắn đáp máy bay đến nước Pháp sớm nhất, đi tìm nữ nhân hắn yêu chân thành. Sai lại tới đây? Lương Tử Bái kinh ngạc hỏi. Đầu tiên thấy Ngụy Tuyển Triệt trước mắt, nàng còn tưởng rằng mình bị hoa. Dù sao nơi này cũng không phải là Đài Loan, mà là nước Pháp xa xôi. Em nói đi. Hắn ôn nhu hỏi lại. Tôi không biết. Nàng lắp bắp lắc đầu. Không, em biết. Chính là em không muốn thừa nhận. Từ ngày đó trở đi, Lương Tử Bái phát hiện ra Ngụy Tuyển Triệt giống như một âm hồn không tiêu tán đứng ngay sau lưng, bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào, chỉ cần nàng tới, chỉ cần nàng đi tới vài giây sau hắn liền xuất hiện. Anh có thể hay không không cần đi theo tôi? Có thể, vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Hắn lộ ra bộ dáng tươi cười mê chết người không đền mạng. Hừ, ai muốn đi cùng nhau với hắn, bọn họ đã không còn quan hệ gì mà. Anh điên rồi sao? anh không có điên nhưng nếu như em không khẳng định yêu anh anh sợ mình thật sự là điên mất nếu không muốn đi cùng nhau anh đây đành phải tiếp tục đi theo em hắn ở phía sau nàng nói lương tử bái trở lại chỗ thuê nhanh chóng đóng cửa hơn nữa nhanh chóng khóa cửa lại nàng ngồi dưới đất mồm to thở phì phò đầu ngón tay run run sờ lên ngực đang kịch liệt nhảy còn có thể yêu sao có thể thương hắn sao hắn đã từng làm cho nàng lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy nàng còn có thể yêu sao nhưng nếu không thể, sao tim lại đập dồn dập như thế này? Một ngày khác, nàng bước ra khỏi cửa siêu thị, tay hắn lập tức đưa tới. Anh giúp em cầm. Không cần, cái này rất nặng, trở về tay đau như thế làm sao mà làm điểm tâm ngọt. Hắn ôn nhu nói, không cần anh lo. Nàng không nhịn được sống lên với hắn. Không cần đối với nàng ôn nhu như vậy, cũng không cần đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Nàng đã muốn chuẩn bị tốt mình cô độc, hắn còn đến trêu chọc lòng nàng như vậy. Nàng, chung quy chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Lương Tử Bái hoang mang lo sợ, bối rối không thôi, đầu óc lại lần nữa xuất hiện ý niệm muốn chạy đi trong đầu. Nàng vội vàng đi nhanh, bước chân bắt đầu nhanh hơn. Bái bái đừng chạy, sẽ ngá mất, em từ từ đi, bái bái. Đột nhiên một chiếc xe chạy đến, nàng quay đầu sợ hãi nhìn. Vài giây tiếp theo, một cỗ mạnh mẽ từ phía sau nhắm về phía nàng, đem nàng ngã xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, đem nàng bảo vệ ở dưới thân thể mình. Đầu nàng chống rỗng một hồi lâu, cho đến khi bên tai vang lên âm thanh nàng mới bối rối nhìn hắn. trời ạ, à, hắn bị thương vì cứu nàng. tuyển triệt. nàng hoảng hốt la hét tên của hắn, kêu trên đường đi vào phòng cấp cứu của bệnh viện. bóng mà ra ra đột nhiên qua đời, làm cho nàng không ngừng run rẩy trong quá trình chờ đợi. giống như một thế kỷ, cuối cùng nàng cũng nghe được bên tai vang lên tiếng nói của hắn. đừng sợ không có việc gì. cánh tay của hắn băng bó bằng băng vải theo hình tam giác. may mắn người cũng không có gì đáng ngại nàng kiềm chế xúc động muốn khóc biết tình cố ý đỡ đẫn nói vốn không có việc gì lãng phí thời gian rồi sau đó nhanh chóng chạy lấy người ngụy tuyển triệt vấn như cũ ôn nhu đi phía sau nàng tiểu nữ nhân làm đau lòng người này nàng nghĩ rằng hắn sẽ không phát hiện mắt nàng như muốn cận kề biểu tình ướt át sao bất quá cũng bởi vì sự việc ngoài ý muốn này nàng rốt cuộc cũng cho hắn đi vào chỗ ở của nàng phòng tắm ở bên kia chính mình tự tắm rửa miễn làm dơ ghế sofa của tôi Hắn ngoan ngoãn đi vào Vài giây sau lại đi ra Có thể hay không giúp anh Anh không cởi được Nàng muốn kháng cự Nhưng thỉnh cầu của hắn cũng rất thành khẩn Nàng đành phải đi vào phòng tắm Chịu đựng suy nghĩ mơ hồ Ra vẻ bình tĩnh giúp hắn cởi quần áo Anh nhanh trở về Đài Loan một chút Không cần ngày nào cũng đem mạng của chính mình ra Đùa ở nước Pháp Vậy còn em Tôi, tôi đương nhiên ở lại chỗ này Nơi này là nhà của tôi Tôi sẽ đi học ở trường dạy điểm tâm ngọt Làm việc ở đây, cuộc sống cũng ở đây nàng mạnh mẽ trả lời. Nhưng chỉ có trong lòng nàng mới hiểu được, nàng nói chính là cho chính mình nghe, nói cho chính mình nghe dễ dàng như vậy, không được dao động mềm lòng. Vậy ở lại đây đi, anh cũng vậy, anh làm công ở gần trường dạy điểm tâm ngọt, hy vọng số tiền lương này có thể đủ để cho anh nuôi dưỡng con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ? Bà chữ này chúng lấy lòng của nàng, làm cho nàng nhịn không được nhớ lại trước kia, nhưng mà rất nhanh nàng liền ngăn lại chính mình. Làm công, việc đó thích hợp với thân phận của anh à? nói xong nàng đứng dậy rời đi hắn cầm lấy tay nàng phát hiện sợi dây trên tay nàng em còn đeo nó à thực trùng hợp dấu răng của anh vẫn còn này dường như bị phát hiện bí mật nàng có vẻ thập phần xấu hổ tôi chỉ là không rảnh để ý đến nó anh không nghĩ như vậy ngụy tuyển triệt tôi cầu anh anh nhanh chóng trở về thế giới của anh đi được không đây không phải là cuộc sống của một thiếu gia hào môn một ngày hai ngày thật mới mẻ lâu ngày anh liền chán bởi vì đấu tranh giữa tình yêu với không yêu rất đau khổ nàng chịu không được kích động kêu to em làm sao biết được trong lúc đó anh không chọn cuộc sống thiếu gia hào môn mà lại chọn em hắn kéo khuôn mặt nàng lại gầm nhẹ anh em không thể muốn tâm của anh lại không chịu phụ trách anh như vậy là không đạo đức hắn rõ ràng ôm lấy nàng mặc kệ nàng dễ dụa thế nào hắn cũng không buông tay từ ngày đó trở đi hắn liền giống như da trâu đuổi hoài không đi từng bước xâm nhập cuộc sống của nàng Chén bát bàn trà đánh răng đều nhiều hơn, phòng tắm của nàng cũng nhiều hơn một chiếc khăn. Nàng đấu đồ ăn nhiều hơn. Trên giường của nàng cũng nhiều hơn một người. Sau đó người kia để lại trên người nàng một cái hôn. Một ngày, Lương tử Bái ngồi trước máy tính viết thư cho Lý Thục Phân. Sau khi viết xong, nàng có thói quen đi vào trang web dạo Đài Loan. Nhìn xem tin tức Đài Loan, trong đó tin tức nổi bật nhất trên mạng hâm giận ánh mắt của nàng. Hiệu cầm đồ, đầu năm nay còn có hiệu cầm đồ à? Hơn nữa, cư nhiên là bí mật nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cái gì là hiệu cầm đồ đứng ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối ngụy tuyển triệt hỏi đúng vậy thiếu gia hảo môn hiện tại đang giúp nàng nấu ăn dọn dẹp tin tức nói đài loan gần đây có lưu truyền một loại truyền thuyết về một hiệu cầm đồ bí mật hiệu cầm đồ hứa sẽ cho người đến giao dịch một nguyện vọng tin tức còn nói hiệu cầm đồ này rất thần thông không có người biết vị trí chính xác của nó ở đâu chỉ có người có duyên mới có thể phát hiện có vẻ ly kỳ là chỉ cần là đem chuyện bí mật của hiệu cầm đồ, nói cho người khác biết, sẽ bị trừng phạt. Không chỉ nguyện vọng sẽ biến mất không thấy, còn có thể phát sinh một ít chuyện tình kỳ quái. Ngụy tuyển triệt cười khổ. Kỳ quái thì không đến mức, nhưng bị giáo huấn thảm bại, thống khổ xác định vững chắc là có. Bởi vì hắn chính là người có duyên từng bái phỏng qua hiệu cầm đồ bí mật mà. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, anh nghĩ thử xem có thể chỉ là trên mạng lời đồn hay không. Có lẽ cũng nói không chừng hiệu cầm đồ bí mật là thật. Mặc tạp dề, cầm oa soạn, cầm oa soạn, biểu tình bày ra người đàn ông chu đáo thần bí cười cười. Trả lời theo kiểu qua loa, phải cái nào cũng được. Hắn thình lình ngắm nhìn liếc một cái. Như thế nào? Thấy dáng vẻ của em dường như rất hứng thú. Không phải cũng thử muốn đi hành hương tìm kiếm thử chứ. Đây là lần đầu tiên em mới nghe đến hiệu cầm đồ bí mật này. Nếu em không phải đang ở Pháp, hơn nữa tin tức trên mạng còn nói hiệu cầm đồ bí mật này chỉ những người có duyên mới gặp được. Nếu không em cũng thực sự rất muốn đi hành hương à. Nhìn thử xem có thực sự thần bí như những gì mọi người nói hay không. Chỉ cần cầm một bí mật là có thể đổi nguyên một cái nguyện vọng. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ khát khao. Trăm ngàn lần không nên, vạn nhất nếu không em nên cẩn thận không nói ra. Không chỉ nguyện vọng sẽ biến mất, hậu quả cũng không phải là em không cánh vác nổi. Hắn chính là nạn nhân bị máu chảy đầm đìa đây. Xem anh kìa, sao lại khẩn trương, em chỉ nói mà thôi. Anh cũng tin tưởng à, em nghĩ anh chắc không tin mấy thứ này chứ. Ngụy tuyển Triệt vội vã tỉnh táo lại, từ chối cho ý kiến cười cười. Trước kia hắn thật không tin mấy cái thứ lực loạn thần này đâu, luôn nghĩ đến nhân định thắng thiên, nhưng hiện tại hắn không dám nghĩ như thế nữa, dù sao hắn không cẩn thận thất hứa với hiệu cầm đồ, làm cho lão bà chạy thật sự hắn cũng không phủ định hiệu cầm đồ bí mật còn tồn tại. Đối với cuộc sống nhân sinh trên thế giới này, có lẽ sự tồn tại của cửa hiệu cầm đồ này sẽ là lực lượng giúp bọn họ bước tới. Nhưng thành hay bại đó chính là bí mật của cửa hiệu kia. Họ có giữ được hay không mà thôi, đến lúc đó trách nhiệm chỉ sợ họ gánh vác không nổi. Hắn là một ví dụ. Bái bái rời đi kỳ thật, hắn chịu không nổi. Và hắn phải chịu một trách nhiệm rất lớn, hắn không đổ lỗi cho ai, là vì hắn không tốt mới để cho nàng không thể ở lại tín nhiệm hắn. Cho nên, cho dù không có chuyện hắn đã vi phạm bí mật với hẹn ước kia, hắn nghĩ bài bái vẫn sẽ rời đi. May mắn trải qua mấy ngày cố gắng, hắn rốt cuộc lại có thể cùng chú mèo con đáng yêu kia chia sẻ từng hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống. Cho dù mỗi ngày phải làm cơm, cho dù bên cạnh hắn chỉ có một mình nàng, hắn cũng cam lòng. Hắn không phủ định bí mật của hiệu cầm đồ vì hắn biết trong lòng mọi người ai cũng đang mang theo ao ước một lần gặp gỡ với cửa hiệu kia. Nhưng thân là một người từng trải, hắn phải khách quan nói hạnh phúc không thể hoàn toàn ỷ lại hiệu cầm đồ bí mật, hạnh phúc là nên dựa vào sự cố gắng của chính mình. Con mèo nhỏ mập mạp, tắt máy tính ăn bữa tối. Tại sao lại chỉ có món trứng chiên rau luộc? Lương Tử Bái nhìn lại, biểu tình cứng ngắc, trừng mắt nhìn trên bàn ăn chỉ có mỗi một món. Ngụy Tuyển Triệt xấu hổ gật đầu, chỉ kém không quỳ xuống đất khẩn cầu. Anh không biết làm thứ khác, Nhìn anh cam đoan chậm nhất cuối tuần này anh nhất định sẽ học thêm món mới, đừng đùa anh mà. Được rồi, em tạm chấp nhận anh vậy. Cảm ơn, ăn nhiều một chút, nhất định phải ăn no nha. Hắn ân cần giúp nàng gắp thức ăn, lương tử bái nhịn cười, cúi đầu ăn cơm. Xem ra nàng vẫn chưa trở thành nữ vương của các món điểm tâm ngọt, nhưng thật ra biến thành nữ vương tình yêu trước. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.